các cách chúng ta sẽ làm được. Chữ chuyển động này. Thứ hai là gì? Chúng ta này. Đúng không? Phải có chữ này, có âm nhạc. Âm nhạc. Các chị nhá, âm nhạc và lời nói là những cái mà chúng ta video chúng ta hiệu quả. Có ba thứ. Các chị lưu ý nhá. Chữ này, âm nhạc và lời nói. Thì đấy là cái để cho thăng hoa bất kỳ một ai. Rồi. Chỉnh sửa video. Đấy. Chỉnh sửa video thì cái này anh chị lên Google sửa rất nhiều, anh chị làm cắt cắt. Bao nhiêu chị có phần mềm cắt cắt dưới đây? Rồi, còn anh chị chưa có đúng không? Rồi. Chúng ta sẽ giải quyết nhanh anh chị bài đăng. Thì ở đây đăng thì thông thường ấy, chúng ta sẽ đăng theo cái giờ. Ở giờ vàng giờ ngọc. Đấy, giờ vàng giờ ngọc thì cái đấy thì tí anh Sơn anh sẽ chia sẻ anh chị cái giờ nào. Các chị theo giờ nào là nhiều người xem nhất? Theo các chị 8 giờ tối. À, 8 giờ tối đúng không? Đấy, rồi, ok, đấy là những suy nghĩ của các chị. Chúng ta sẽ tính bí mật cho mọi người xem nhất. Đấy, nâng cao chuyên môn. Chuyên môn này, chuyên môn quay video, chuyên môn nghề các chị ạ. Quay. À, chuyên môn quay video. Để các chị biết đi xe thì các chị làm nào? Học lái xe. Đi xe đạp á? Dân vào. Đúng rồi. Có trường nào đào tạo đi xe đạp? Có trường nào dạy yêu không? Thế duy nhất để chúng ta nâng cao chuyên môn là chúng ta phải đi lao mà làm thôi. Ví dụ tôi bây giờ làm 3.000 video rồi, thì giờ chuyên môn gì cao rồi, các chị nhìn này. Để có chuyên môn thì các chị lao vào làm thôi. Chúng ta sẽ làm liên tục. Đầu tiên như cái đi xe đạp ngã xong lại đi bao giờ chúng ta nhỉ? Bỏ hai tay như Ngọc Trinh đi rồi. Đấy là chuyên môn cao rồi. Đấy. Đấy là nâng cao chuyên môn đấy, Ngọc Trinh là mức độ chuyên môn đấy. Nếu mà cấp bằng các bạn đấy, kẻ bạn chưa có bằng chúng ta phải cấp cho bạn đấy. Bạn đạt đến mức độ đỉnh cao. Ví dụ như em nghe TV mà đi xe vẫn khỏe, quá hai tay. Tiếp theo này, video thu hút. Rất nhiều anh chị sai lầm cái chỗ này này. Cái nhà video thu hút thì anh chị đã trở thành người thu hút chưa? Mình chưa thể trở thành người thu hút mà mình cứ muốn video mình hút người xem, đúng không? Thế thì muốn trở thành người thu hút đấy thì các anh chị phải đi người cha giàu có nói là ông Robert Kiyosaki cũng vậy. Chúng ta là IQ sẽ bằng gì? Chỉ số IQ của chúng ta thông minh ấy sẽ bằng gì? Năm sinh của chúng ta phía dưới này, bằng thời gian đi học này. Rất nhiều anh chị học sau đại học hoặc thành lập doanh nghiệp thích đi học mà tuổi mình thì càng ngày càng gì? Càng cao. Cái thời gian đi học phía trên này mình chia cái tuổi lên 100. Thế thì không đi học nữa thời gian thì không, tuổi thì cao lên thế thì còn thu hút làm sao mà. Thế giờ rất là biết ơn các anh chị đã đến đây. Chúng ta nạp kiến thức vào để chúng ta tạo ra người thu hút thì chúng ta có video thu hút được. Các anh chị hãy quay về cái gốc của các anh chị, đúng không? Còn cái này là cái gì đấy? Chuyên nghiệp. À đúng rồi, để thầy chuyên nghiệp thì giống câu chuyện về lái xe thôi. Các anh chị làm được 1.000 video thì tự dưng các anh chị trở nên chuyên nghiệp. Chứ còn anh chị làm 100 video mà đòi chuyên nghiệp mà học một cái này trở thành video chuyên nghiệp thì không làm được. Bắt buộc em phải trải nghiệm. Rồi. Tiếp theo, video theo xu hướng. Xu hướng cái này không được chúng ta qua cái người thu hút này. Đấy. Ví dụ, tôi có một video tạo cái xu hướng. Các bạn cứ đăng lên là phát được 1 triệu người xem. Đấy, cái đoạn video xu hướng. Cái video nó chỉ có 30 giây thôi. Sau có rất nhiều anh chị trong ngành lấy luôn cái nội dung đấy tăng lên 1 triệu người xem và tôi có thể đọc nhanh đi chị. Nếu mua lên xu hướng ấy, chúng ta bắt buộc phải nói bằng câu chuyện. Mà câu chuyện càng hay càng hấp dẫn thì chúng ta sẽ thành công. Đấy, câu chuyện của nhà đẹp tôi đi như thế này. Thấy nhà đẹp, bác hàng xóm sang tâm tư. Tôi xây nhà, mất ăn mất ngủ 3 đến 6 tháng. Bác hàng xóm mua nhà đẹp nói rằng phải có căn nhà đẹp thì phải thuê một đơn vị tư vấn thiết kế. Thì ông hàng xóm này nói rằng tôi tự xây, bỏ số tiền thiết kế, tôi làm rất nhiều việc. Nhưng mà 5 năm sau thì đứa cháu nó nói rằng phòng của cháu bé quá ông ạ, mà đến giờ chả đứa nào ở với phòng bé. Đây là sai lầm rất lớn của đời tôi. Đấy thì anh chị cứ kể một câu chuyện càng thu hút. Từ bên trong anh chị nếu càng câu chuyện, nó càng thu hút. Ký tôi sẽ nghiên cứu anh chị. Đây là xuống. Và kỹ thuật và kinh nghiệm. Các anh chị, kỹ thuật thì có rất nhiều kỹ thuật. Nhưng mà chúng ta vẫn phải hành động. Ở phần kỹ thuật này thì các anh chị có một cái kỹ thuật đỉnh cao, kỹ thuật cười. Các chị phải học cười trước gương và trực nói mình trước gương, đúng không?
mình phải học về của nó chứ. Lãnh đạo thì phải diện dạy rất là nhiều kỹ năng gì, tự nói chữ cư, đúng không? Tôi sẽ là người làm video tốt nhất, tên chị tự làm từ cái kỹ thuật, đúng không? Còn ở đây là gì? Thực chiến thì quay lại câu chuyện ý, nâng cao chuyên môn làm video thôi. Thực chiến thì tí nữa sẽ giải quyết anh chị bài toán thực chiến và có một người phát video trực tiếp được 21 triệu lượt xem, hơn cả một ekip làm hiện tại người ta ở Việt Nam là nhiều nhất, nghĩa là phát trực tiếp mà được 21 triệu lượt xem. Muốn nào rồi? Mà trong vòng một tiếng đồng hồ 21 triệu lượt xem. Muốn nào? Để live stream. Live stream ở Việt Nam thì là duy nhất có một người đấy. Và người đấy đã xuất hiện trong văn phòng ngày hôm nay chia sẻ. Hay quá. Từ từ chúng ta sẽ đến video thực chiến. Rồi, trình tự từ khóa thì các chị làm nghề nào, các chị gieo thực vật đấy, chúng ta sẽ dùng cái từ khóa đó là từ khóa người ta gọi là cái quả bông gòn hay quả bông tuyết. Khi cái đầu tiên lăn cái quả tuyết đâu, nó cứ gặp tuyết nó lăn dần nó co lại, thì chúng ta sẽ tập trung vào cái từ khóa của ngành nghề, giống như vậy là phía dưới là quả tặng, tập trung vào cái từ khóa quả tặng thì sẽ lên xuống. Một ngày chúng ta cứ đăng nhiều thì nó tinh hoa quả tặng thì nó sẽ tặng ra. Thì anh Huy tốt sẹo thì cứ tràn Google ra tốt sẹo, từ khóa nó sẽ tạo ra mà. Đây bây giờ cứ Google gõ tốt sẹo bắt ra anh Huy, thì anh Huy phải đăng liên tục thì Google nó xác nhận ra từ khóa đấy. Chứ còn nếu anh chị không làm liên tục thì không ai giúp anh chị ạ. Tự tin thì cái này quay về bên trong anh chị rồi. Để mà tự tin được thì chúng ta sẽ phải gì? Phải làm nhiều. Đấy. Làm nhiều, tất cả các nghề anh chị cứ làm video nhiều mà người ta sẽ tự tin. Không có gì đẹp nữa. Đúng không ạ? Video ngắn sẽ có cái quy trình SWIFT. Đây là quy trình trong ngôn ngữ lập trình. Đấy, lập trình để tạo ra video thì quy trình SWIFT này sẽ chia sẻ với anh chị làm video ngắn. Còn ý tưởng thì không thiếu. Chẳng qua chị có làm không? Ý tưởng nhiều lắm. Các chị cứ dơ lên anh chị nói là được. Thì ý tưởng thì sẽ khơi nguồn với anh chị cái phần chuyên sâu ý tưởng không rời hết. Và hấp dẫn thu hút thì nó vẫn quay về bài toán gì? Bản thân các chị. Anh chị tươi tắn, anh chị vui vẻ là anh chị đã thu hút người khác. Và anh chị không cần nói gì, anh chị cứ tươi tắn cười. Thì những phần này thì giải quyết cho anh chị. Như thế anh chị đã thỏa đáng chưa? Yes. Vậy chúng ta sang cái phần rất quan trọng đó là video bán hàng tặng chị. Đấy, đúng không? Cái này thì hay quá, một trăm ngón tay. Xong. Xong rồi đúng không? Những cái gì các anh chị cần giải đáp thì giải đáp. Chúng ta sẽ bây giờ cái câu hỏi khó nhất của ngày hôm nay đúng không ạ? Câu hỏi này câu hỏi quan trọng, đúng không? Nhưng mà ít người sợ ngại chúng ta nói là do cái xã hội nó tạo ra thôi, không phải lỗi của các anh chị. Đấy. Ngại nói về tiền, làm thế nào để chúng ta tạo ra gì? À, làm video mà có gì? À, có tiền. Đúng không? Đây. Thì ngày hôm nay chúng ta phải chiến đấu ở cái phần này. Đấy. Từ sáng đến chiều. Đúng không? Tập trung vào cái này. Cái quan trọng là video có tiền. Làm thế nào để video chúng ta tạo ra ra dòng tiền từ doanh nghiệp, cho chính bản thân. Hay người ta gọi là dòng tiền thu nhập thụ gì? Thu động, đúng không? Các chị mua vẫn có tiền, thế thì mới cần phải học chứ. Chứ cách làm video thì không. Đây, trên mạng. Nhưng mà không ai chia sẻ các chị làm thế nào video bán hàng tạo được tiền. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ học cái phần kiến thức trước. Thế thì là ở trạng thái học tập thì các chị tắt tiếng nói nhỏ bằng cách vừa nãy chúng ta tắt rồi, chuyển về tâm công rồi, chúng ta sẽ hành động đi. Đưa ngón tay trỏ vào tai của ta, đưa nó ra và chúng ta thực hành vặn nhỏ xoay. Đọc đúng cái tên mình, vặn nhỏ lại nhá, tập trung lắng nghe nhá, vặn nhỏ lại giống như chúng ta vặn qua lại ngày xưa. Rồi, cảm ơn các anh chị. Rồi các anh chị tiếp theo nở nụ cười thật tươi vỗ vai người bên cạnh, ngày nay sẽ tạo ra video có tiền. Đó thế luôn, cảm ơn các anh chị đó ạ. Đấy, thì như thế chúng ta sẽ năng lượng. Và khi các anh chị cười đấy thì đây là giây phút hạnh phúc nhất ạ. Đúng không? Đấy, đây là giây phút hạnh phúc nhất anh chị. Phải chỉ cứ cười là giây phút hạnh phúc. Đúng không? Thôi, thì thực trạng của chủ doanh nghiệp. Bao nhiêu anh chị ở đây là chủ doanh nghiệp sân này? Tôi không biết được. Anh chị là chủ doanh nghiệp hoặc là đang tự kinh doanh được. Chúng ta là chủ doanh nghiệp. Cảm ơn anh chị. Thì thực trạng thứ nhất là nói về bản thân anh chị trước. Đó là
chúng ta học tập rất nhiều nơi mà không bán được hàng. Đấy, có thể làm rất nhiều video mình tạo ra đi tập tiền bởi cái video đấy. Đấy, tinh hoa quả tạo như thế cũng làm rất nhiều video để tạo được tiền, không biết tại sao rồi thiếu công cụ bán hàng. Đấy là những cái của chúng ta và chưa tuyển được nhân viên bán hàng chuyên nghiệp bản thân chúng ta đúng không, chưa tuyển được. Thế là về bản thân. Còn về công ty của chúng ta thì không bán được hàng, không biết tại sao mình không bán được hàng. Và biết điểm bán hàng chúng ta cứ phụ thuộc địa điểm thần kỳ internet thôi, và chúng ta cứ phải vào ngã ba ngã bảy chỗ đông người bán hàng sang cái điểm ra. Thì đấy là cái khái niệm cũ, chúng ta cứ phụ thuộc vào cái địa điểm bán hàng này, thì đấy là cái sai lầm của anh chị. Rồi nhân viên không chốt được sale chúng ta cứ đổ lỗi cho nhân viên, không phải đúng không. Tiếp theo là không có hệ thống bán hàng 24 giờ, cửa hàng ta đóng cửa sập phát đến 7 giờ tối đóng cửa là không ai vào thăm cửa hàng nữa. Thì chúng ta làm nào để ta bán hàng liên tục, cửa đóng rồi mình vẫn bán, làm nào để chúng ta tạo được 1.000 người siêu best sell bán hàng chúng ta đúng không. Thì đấy chúng ta sẽ học trong cái khóa ngày hôm nay. Và chúng ta chưa biết tạo khách hàng tiềm năng mà chưa hiểu khái niệm khách hàng tiềm năng là gì đúng không, thì sẽ chia sẻ cái chị trong ngày hôm nay. Và thiếu cái chiến lược tạo ra khách hàng tiềm năng, chúng ta có chiến lược làm gì làm chúng ta có chiến lược, chiến lược thì giúp chúng ta thành công hơn. Thì đấy chị mình như vậy. Thì đây là 9 cái yếu tố mà chúng ta đang thiếu ở cái hiện trạng cái thời buổi online này. Và có một số người nói là bây giờ không online thì lấy gì mà nhai, chẳng hạn như thế. Chúng ta sẽ giải quyết từng cái vấn đề. Đây chủ doanh nghiệp cũng rất là đau lòng. Đấy, thì ngày hôm nay thì giải quyết những đau này cho chủ doanh nghiệp. Và giải pháp của khóa học là Master Joe Skin là video bán hàng ở đẳng chuyên gia để tạo ra dòng tiền này. Thì cái giải pháp ở đây các giải pháp thứ nhất đó là tạo nguồn khách hàng tiềm năng liên tục trong vòng 24 giờ, lúc nào có khách hàng tiềm năng đến với chúng ta. Tiếp theo là có hệ thống bán hàng 360 ngày mà không cần phải trả lương bất kỳ nhân viên này đúng không? Cái điều này các chị cũng mong muốn ạ. Rất là mong muốn đúng không? Tiếp theo là không giới hạn cái địa điểm bán hàng. Ngày xưa các anh chị cũng nghe thấy mà ai đó mà mở chuỗi 64 tỉnh thành có ngưỡng mộ quan ngộ, nhưng bây giờ câu chuyện đấy là câu chuyện xưa rồi đúng không. Chúng ta sẽ đi không giới hạn địa điểm, chúng ta có thể bán được ra xuyên biên giới đúng không? Và ở đây tiếp theo là chúng ta chỉ làm một lần thôi mà chúng ta hưởng thụ gì mãi mãi đúng không, đến khi nào chúng ta không muốn thì thôi đúng không. Tiếp theo là khách hàng quan trọng nhất, điều này các chị không làm được động tác này nhưng mà cũng chốt được siêu, là khách hàng có trải nghiệm trước khi mua hàng. Các chị cứ tưởng tượng là trước khi chúng ta mua một cái vật gì đấy thì chúng ta hay tưởng tượng trước đúng không? Trước khi chúng ta yêu người bạn gái này chúng ta hay tưởng tượng sở hữu trước ạ, chúng ta hay tưởng tượng trước đấy đúng không? Trước khi đi ô tô chúng ta tưởng tượng chúng ta lái ô tô rất tốt đúng không? Như anh Minh trước khi thành lập TopSell anh chị tưởng tượng đúng không? Sau đó TopSell sẽ phát triển đúng không? Nghĩa là bao giờ chúng ta tưởng tượng trước, trước khi chúng ta sẽ làm cho khách hàng gì có cảm giác mua hàng trước, cho người ta trải nghiệm cái hành trình mua hàng trước bằng video và cái con người thật. Chúng ta sẽ làm, và khi chúng ta làm được 5 cái điều trên này rồi, cái việc chốt đơn đạt hiệu suất 90% là không còn nữa. Ví dụ nhà đèo clean rồi gọi về cái nói chuyện xong xuôi phát là chuyển 30 triệu luôn, một người lạ chả, nhưng thực ra có lạ đâu vì người ta đã gì, đã làm sao, đã đi cái bước này trước rồi các chị, người ta đã có trải nghiệm cái hành trình mua hàng trước đó rồi. Hôm nay gặp mặt là để gì, trao tiền thôi, chứ không phải là bây giờ đùng người lạ mắt đến mà đưa tiền qua được không, không hay nữa cả. Nhưng mà chúng ta phải làm cái hành trình trải nghiệm mua hàng trước, chúng ta sẽ cho khách hàng tưởng tượng trước cái điều nó bán. Thì cho cái ngày hôm nay sẽ chia sẻ với anh chị những điều như vậy. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phân biệt video bán hàng và video không bán hàng. Chúng ta phân biệt điều này trước chúng ta làm thì mới tạo ra video, tạo ra tiền được. Thì đây này các chị nhìn này, có hai loại video rồi, đó là video không bán hàng, cái video không tạo ra tiền. Thì nó có các cái đặc điểm sau. Đặc điểm thứ nhất là không rõ nguồn gốc đúng không. Giờ bán một cái máy tính này không rõ thương hiệu thì anh Vi không mua không đúng không ạ, đúng không, không ai mua. Một chai nước mà không rõ tem mác không mua không ạ. La Vi rồi Le Vi, nhưng mà chúng ta không dám cái gì cả, để chai nước trắng bỏ anh uống đi, còn tao uống ạ, biết đến đâu nó cho gì sao.
đấy, không đúng đối. Thứ hai là nội dung không đúng đối tượng. Thì đa số anh chị mắc ở cái chỗ này, nội dung chúng ta làm video không đúng đối tượng, đi làm bán hàng quà tặng mà suốt ngày đăng vào nhóm chợ đêm chẳng hạn, đúng không? Đấy, chúng ta làm sai chủ đề, sai cái đối tượng là đúng không? Thì anh chị không làm được. Thứ hai là không có tính nhất quán trong video. Thì hôm nay là logo top sell, ngày mai lại logo sell top, sau cứ không thiết đâu à? Cái như lên thế đi là top sell, chúng mai mai là top sell, không thay đổi gì cả, vẫn là bên nền đỏ trắng xanh, nó không thay đổi đến mức thành được đấy đâu. Những video tạo đấy. Hay là ứng lâu ứng thì ta làm. Anh Huy vừa chia sẻ đó, làm không có một cái chiến lược gì cả, thích hôm nay làm mai thôi kệ, không có chiến lược, chúng ta sẽ giải quyết. Không có kịch bản bán hàng. Nghĩa là chúng ta đấy, chúng ta chỉ thích như thế này đấy, mong ước chúng ta là thế này, không nói cái điều này, điều này không nói thì cuối cùng cả 15 cái chiến thuật này học xong về cuối cùng không có điều này thì anh chị cứ làm mãi nó như thế, đúng không? Nếu anh chị mong muốn video bán hàng thì nó khác, đúng không? Nếu mà anh chị mong muốn 15 cái video này thì mãi mãi không bao giờ tạo ra dòng tiền được, đúng không? Thế thì chúng ta phải nói rõ là cái nhiều chúng ta thì không muốn, đúng không? Đấy, thiếu chiến lược thì các anh chị mong muốn. Tất cả anh chị đến video này chúng ta đều biết khoa học này, đến đây là chúng ta làm video để tạo ra tiền, chúng ta lại không nói, đúng không? Đấy. Còn video tạo ra tiền đây, nó sẽ có cái đặc điểm sau. Thứ nhất là video nó phải rõ ràng nguồn gốc. Và rõ ràng nguồn gốc đây thì nó có những yếu tố nào, chúng ta phải giải quyết triệt để với nhau nhé. Thứ nhất là nó phải có thương hiệu, logo. Video không có thương hiệu không làm được. Thương hiệu đó chúng ta lôi gì? Logo của anh chị, đúng không? Nguồn gốc thứ hai, thứ nhất là logo này. Thứ hai, nó là video bán hàng, nó phải có gì? Số điện thoại. Trông thấy cái bình đẹp quá, anh muốn tặng quà ngoài cho Tinh Hoa Việt thì bảo anh vào website mà tìm. Chúng ta cứ đi tìm mãi chả thấy đâu cả. Mà người 5-60 tuổi đi đâu tìm website, đúng không? Thế thì thằng TikTok nó thắng ở chỗ này. Là nó làm video phát ấn nút phát mua hàng luôn. Thế thắng đấy. Thì nó giải quyết video bài toán triệt để, đúng không? Ta phải gọi đến số điện thoại mua hàng, đúng không? Đấy, anh Nhi mà bán khoa học thì phải gọi phát ra top sale. Chứ phải bỏ thêm vào top sale một lần. Thế thì lần đến bao giờ, đúng không ạ? Đấy, thì việc tính rõ ràng của nó là phải có gì? Logo, số điện thoại. Và cái sản phẩm này của ai? Nói rõ ràng là của ấy, của công ty nào. Các anh chị càng rõ ràng, giống cái biển hiệu của các anh chị gắn như nào thì các anh chị gắn vào đây thì người mua ra biết được. Đấy, về vấn tính rõ ràng và dễ liên hệ các anh chị nhé. Gọi điện phát là phải nhấc máy ngay, gọi điện phải tò tẹt tí tét, đúng không? Bán hàng online còn gọi điện thì bảo em là nhân viên của quà tặng nhưng phải chủ linh kiểu hết giờ rồi chị cũng cả. Được, chúng ta phải cho con số lên số online và cái người cầm số online này tí tôi sẽ nói xong. Và video chúng ta sẽ làm theo quy trình. Quy trình là như nào? Thì là có cái quy trình rất là nổi tiếng, anh sử dụng hay dạy đó, no like trước, đúng không? Đầu tiên là chúng ta sẽ phải đi theo cái quy trình để làm sao để người ta mến, người ta yêu, người ta quý, sau đó người ta mới mua. Còn cái câu nói nổi tiếng đó, đó là 3B. Đó đầu tiên chúng ta phải làm gì? Bàn. Bàn. Xong biết đấy. Bán. Nó cùng một quy trình thôi nhưng người ta đặt tên nó khác nhau. Đấy. Thì các anh chị nhớ cái quy trình đấy. Và nội dung bán hàng phải đi phải chuyên nghiệp. Nó chuyên nghiệp nó thể hiện gì? Thể hiện từ trang phục. Đấy. Đồng bộ của nhân viên của video. Tất cả video nó phải đồng bộ với nhau. Chứ không thể nay thích kiểu này mai thích kiểu khác. Và có tính nhất quán sao và tạo ra cái chiến lược. Thì đây là những đặc điểm của video bán hàng, những đặc điểm này là video để tạo ra tiền. Còn anh chị xem cái video mà nó không có đặc điểm này là video không tạo ra tiền. Để anh chị ghi cái đặc điểm này lại để chúng ta sau này chúng ta làm video. Nếu mà anh chị làm video mà không có cái đặc điểm này, từ anh Sơn anh bán xe ô tô mà không gắn cái số điện thoại, anh cứ nói thôi, muốn mua cái xe ấy lắm rồi, làm nào để liên hệ được thì chúng ta phải có liên hệ thế này. Đấy là cái anh chị. Anh chị ghi chép không ạ?
Rồi, có câu hỏi rất là khó này. Câu hỏi khó này thì nhà đẹp Linh cũng đưa ra được rồi. Là câu hỏi là làm bao nhiêu video thì tạo ra được một khách hàng? Mấy anh chị cũng có thể đặt câu hỏi đấy không? Đúng không? Đấy, quan trọng nhất là cái này phải đặt câu hỏi. Thay cái 15 dòng này, là em làm bao nhiêu video thì em có được một khách hàng? Đúng không? Thì cái đấy là cái sẽ cung cấp cho những công thức. Thì các anh chị ở trong cái khán phòng này, thì các anh chị lưu mến top sale thì biết được cái công thức bí mật này. Còn nếu anh chị ở ngoài khán phòng này không, không biết được thì anh chị rất là hạnh phúc khi đến với top sale. Rồi, chúng ta sẽ có hai loại video chính thôi. Đó là video off và video on. Đấy, video online thì nó có những cái đặc điểm sau này. Video off là video mà chúng ta sản xuất ra đấy. Thì chúng ta viết kịch bản có chủ đích. Thế là chúng ta cố tình đưa các thông tin về bản là có chủ đích. Thứ hai là nội dung thì chúng ta rất là phong phú. Chúng ta thích đưa nào chúng ta đưa. Là video offline. Và nhưng cái nhược điểm lớn nhất của video offline này là video chỉ tương tác một gì? Một chiều. Có nghĩa là tôi làm ra thì chỉ có tôi có ý cho tôi thôi, không ai có ý cả. Thì cái tương tác một chiều này là cái giới hạn của video offline. Và sau đó thì nó xuất hiện sang cái loại video số 2. Đây là cái video offline của nhà đạp đi đưa vào. Chủ phải biết đổ bê tông tươi. Cái này tôi đăng ngày 14 tháng 10 thì được 2,7 triệu lượt xem. Đây, lượt tương tác là 3,9 nghìn. Đấy, lượt like, đấy, comment là 1,2 nghìn. Đấy, nhưng mà chưa thủ bằng video online. Video online đánh bại hết tất cả video offline. Nhưng mà video online nó có các đặc điểm sau. Thứ nhất là mô tả hiện thực. Hiện thực trần trụi như nào thì sẽ mô tả cho anh chị đúng như thế. Thứ hai là tương tác được hai chiều với khán giả. Có thể ai hỏi thì các trả lời ngay. Và nhưng nó có cái nhược điểm này. Nếu mà các anh chị không đủ vượt qua thì chúng ta sẽ bị phá sản hết. Cái video online này nó sẽ giống như đá bên tì. Một là tháng, hai là cả cơ nghiệp các anh chị làm video xong kênh. Kênh Facebook ví dụ 100.000 người vào mà chúng ta nói linh tinh mà phạm ngôn từ phát là gì? Bay vào gì? Kênh Facebook luôn, bay vào kênh YouTube luôn. Thì cái nhược điểm của nó là ngôn ngữ phải linh hoạt và khả năng ứng phó phải linh hoạt. Thế thì thằng này nó chỉ tương tác một chiều, còn thằng này thì phải linh hoạt trong ngôn từ và đọc ngôn từ không mang tính chất phạm gì phạm quý trong cái nền tảng này. Thì nó đòi hỏi cái người phát video trực tiếp này là người rất là am hiểu thì người ta mới làm, còn người là không am hiểu thì làm cái Facebook hoặc làm cái TikTok của cái kênh nào đấy để người ta trải nghiệm. Các chị nhé, có sập thì chúng ta cũng vui vẻ, hoan hỉ, là lỗi rồi. Rồi chúng ta cũng lỗi cho mình, cho người khác. Và một người tạo ra được cái video này. Đấy, anh em nhìn xem nào. Tiêu đề rất là hay. Tại sao anh em đi mua xe ô tô cũ vẫn bị ngờ tiền vì chưa xem hết video này? Đó, cách đây 12 tuần mà được 2,1 triệu vườn được xem. Có rõ ràng không? Anh chị thấy con số này cảm thấy hấp dẫn mình một tràng danh rồi. Và ngày hôm nay thì tôi cũng đã mời cái chuyên gia được có 21 triệu này. Đấy, để các anh chị để xem cái video thực chiến này. Đấy, thì tôi sẽ nhờ cái sân khấu này lại cho anh. Và anh là anh sơn xe hơn. Để các anh chị có thể mở Facebook ra có từ khóa sơn xe hơn trước và sẽ trải nghiệm. Muốn trải nghiệm thực tế đó. Đấy, anh chị có thể có từ khóa sơn xe hơn Facebook được, có Facebook đi. Sơn xe hơi. Các chị thấy nghe âm thanh của anh chưa? Rồi, một tràng vỗ tay thật lớn, anh đã có hiện diện ở khán phòng ngày hôm nay cả. Xin chào anh Sơn xe hơi, anh sẽ có 15 phút để chia sẻ về video có triệu view này. Khi chúng ta dùng video online thì chúng ta sẽ làm điều gì? Trân trọng một ngày tối thế này. Cảm ơn anh. Còn là em cũng như các anh các chị ở đây thôi, cũng rất là nhiều cái rào cản và rất nhiều những cái nỗi đau, và đến từng lượt xem một, đến từng lượt like một, và đến từng lượt chia sẻ một. Quá trình 2 năm nay thì em cũng đã có một cái kênh video bán ô tô, mà bây giờ em bán ô tô như kiểu bán rau rồi. Nay chim con nào em bán được đấy, không khó khăn ngày xưa nào.
cái nỗi đau quá nhiều, mình chưa nghĩ được ra cái vấn đề là tại sao mà người ta bán được mà mình không bán được, mà xã hội nó chưa làm được này mình làm liệu ổn không. Thì nó có rất nhiều những cái nỗi đau nó xảy ra liên tục. Thì quá trình 2 năm làm việc thì anh em có bảo là live stream mà chỉ để lên kênh thôi thì đang làm cái gì? Thế mà live stream mà không bán được hàng thì đâu ra tiền mà live stream. Thế bây giờ mà bán được cái ô tô trên live stream thì giá trị của nó 500-700 triệu mà bán vào đến Sài Gòn thì liệu người ta có đủ niềm tin người ta mua xe của mình hay không? Cái quá trình để xây dựng niềm tin thì 60 phút nữa thì em sẽ chia sẻ cho mọi người. Nói chung là cái ngày đầu mà để mà thực hiện những cái video như thế này thì rào cản nó nhiều lắm, rào cản từ trong gia đình mình, từ những cái người ngủ với mình, từ những người mà mình đẻ ra cũng đã là rào cản rồi. Con thì bảo mà bố là bố, bố là bố làm cái gì trên mạng nên bạn cũng biết chưa. Bố mày định làm idol đấy à? Thì nó còn mới mẻ với tất cả mọi người. Mình đang làm việc, đang làm offline với nhau như thế này, đang người với người nói chuyện với nhau như thế này để bán hàng. Thế tại sao mình lên video nó mới mẻ quá? Thế vợ cũng thế, một người đầu gối mắc kè với mình. Con mình trả lời, thế bây giờ bố mua, bố làm việc kiếm tiền cho con ăn. Thế mà bây giờ bố làm mà con còn chê trách thì bây giờ sao mà kia bố làm mà sao được? Thế nó cũng ngượng ngùng đó, nó ngượng ngùng, không biết nói gì, nó chỉ biết là lên lớp là rất nhiều người chê thôi. Rất nhiều người nói cái chuyện là bố mày định làm idol đấy, mà chỉ một cái câu thôi mà nó lên lớp hoàn toàn rồi, nó không dám nói chuyện với bạn bè nó nữa. Rào cản thứ hai là vợ mình. Vợ mình biết mình cũng thế, cuộc sống như mọi người đi làm phải kiếm tiền cho mình, cứ trên mình nói cái gì ở trên mạng. Thế vợ bảo thôi anh đừng nói, nói như này vợ ngại lắm, người ta cứ ra đường người ta cứ chỉ trách, người ta cứ chê bai. Thì đấy là một trong những cái rào cản mà anh em mình khi bước chân đến một cái nền tảng mới, một cái công việc mới, một cái hình thức kinh doanh mới thì nó có rất nhiều rào cản. Thế là hôm nay em muốn chia sẻ với các anh các chị là nếu mà muốn đạt được 21 cái video này thì lớp bọt em rơi xuống đất, nó có cả máu như thế. Thế là anh chị nó xác định người làm được như thế thì anh em mình tiếp tục để chiến đấu và bàn bạc cái chiến lược để hình thành những cái video như này. Bây giờ em sẽ chia sẻ với anh chị 5 cái lĩnh vực để anh em mình có thể có một cái video. Và trước khi em chia sẻ cái điều này thì xin anh chị em một tràng pháo tay thật lớn được không? Cần gì sao? Cái điện thoại này em xem nghe sau này đi. Mừng lắm anh chị ạ. Mỗi ngày đếm được thêm một lượt view nó lên, mừng lắm. Mừng lắm. Các anh chị cứ làm online, các anh chị sẽ hiểu được là online nó phải cái độ kiên trì của mình như thế nào. Khi nào mà nước bọt rơi xuống đất mà chưa thấy máu chảy là không phải làm video. Em một ngày em duy trì 3 cái video, mỗi cái video hơn 1 tiếng đồng hồ. Nghĩa là mình chỉ một ngày em phải đốt vào làm video khoảng từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ, với nói với một cái tông giọng rất là cao và rất là năng lượng. Vậy anh chị vừa mở qua kéo vào em một cái là thấy em bầm là không biết em làm gì, cứ kéo video kia qua mặt em là thấy em bầm. Thế là cái năng lượng nó rất là quan trọng là trước khi mình thể hiện mà mình thực hiện một cái video là live stream như kiểu như này. Mà em cũng nghĩ là trong một tuần video em lên được khoảng 20 triệu view trong một tuần. Mà lượt chia sẻ các chị nhìn lượt chia sẻ đấy không có, không thể hiện lượt chia sẻ đấy. Anh em nhìn ca được ca tim đấy, tim nó lên 242.000, lượt chia sẻ nó lên khoảng 60.000 lượt chia sẻ, tiếp cận được khoảng hơn 40 triệu. Nhưng mà lượt xem thì nó là 21 triệu lượt view. Thế là để mà làm kinh doanh thời 4.0 mà anh em mình không làm được điều này thì anh em mình đang thất bại. Đấy, nên là trước khi anh em mình kinh doanh bước vào thời kỳ 4.0 thì việc đầu tiên là việc anh em mình phải biết chơi điện thoại, yêu điện thoại và yêu con số. Nếu mà không yêu được thì thất bại sẽ nằm với anh em mình suốt đời, không thể hiểu. Bây giờ sẽ chia sẻ với anh em là làm cái bước làm cái video nào mà live stream nó thành công. Em thì chỉ làm live stream thôi, em lại không làm được offline ngay luôn vì em không có thời gian. Thầy em bảo rồi, đằng nào cũng phải làm, làm nó nhanh đi, làm chậm làm gì. 100% video của em là chỉ live stream, không làm shop mà không quay dựng như anh Tuân như này. Anh Tuân thì anh ấy là kỳ cựu từ trước nên anh ấy có thời gian hơn. Mình đi chậm nên là mình phải đi nhanh, em phải đi tốc độ hơn một tí. Anh ấy chỉ làm 7 phút một cái video, nhưng em làm cái video này ít là phải tầm 40 phút. Còn thường ngày xưa này em lên mục tiêu là mỗi video là em phải lên 1 tiếng rưỡi, và một ngày phải đạt 3 cái video.
chứ lại không không làm theo kiểu tay mơ đó, xác định làm là phải được thời gian của như thế. Nhưng ngày xưa là nó xác định mục tiêu là thời gian, bây giờ em mục tiêu của em là phải bán xe, xác định nên một video là ít nhất em phải bán được một cái xe. Một ngày ba cái thì em phải bán được cái rưỡi thì em yên tâm, còn hôm nào là nhiều thì đạt được ba cái, còn nó trung bình bây giờ em bán một cái một ngày, trung bình một cái video là được một cái. Bây giờ em tập trung buổi trưa, bây giờ đi với các anh các chị ở đây này, đi sâu chiến lược mình sẽ rời công cụ dần, bởi vì công cụ bây giờ mình đang ở cái đạt ở cái ngưỡng nó cũng cũng gọi là xem xem bạn kiến sẽ hôm nay bán hai cái anh, hôm nay cái mỗi ngày bán ba cái, năm cái rồi, hôm nay bán lên mấy cái, hôm nay ở đây có anh các chị, hôm nay không bán xe nữa rồi. Ngày xưa thì mơ ước làm sao tháng khoảng bán được khoảng 4-5 cái là mắc nước của cuộc sống, nhưng mà càng làm mình càng càng cảm thấy là bán xe nó dễ hơn mình nghĩ ngày xưa gì. Nhưng bây giờ em bán như ô tô như thế này, trong vòng 44 phút này em bán được 1-2 cái. Thế là công nghệ phát triển kinh khủng này em. Anh em nào thấy công nghệ nó kinh khủng, anh em vỗ cho em cháu. Thì em có, em hôm nay thì nó cũng không có thời gian. Em đi cho anh em 5-6 bước để làm được một cái video mà có thể bán được hàng. Thì hôm nay bước 1 là em sẽ cho anh em bước 1 là vấn đề thời gian. Thời gian này là cái thời gian để mình quay video để tạo dựng cho khách hàng một cái thói quen sử dụng cái video mình hàng ngày. Đấy, nên là anh em mình cái thời gian này anh em mình nhất quán là khi là thời gian nào anh em mình với anh em mình với khách hàng của mình, thời gian nào là cái thời gian phù hợp nhất để họ xem. Ví dụ như là cái ngành ô tô của em thì nó rơi vào tầm 11 rưỡi trưa. 11 rưỡi trưa là gần như là ngày nào em cũng lên video. Ngày nào cũng lên video vào một khung thời gian thôi, để người ta tạo một tạo dựng cho người ta một cái thói quen, người ta hình thành cho người ta một cái thói quen trong đầu người ta đi. Người đến cái giờ đấy, người ta không cần biết là người ta có mua ô tô hay không, hay người ta làm gì đó vì yêu quý mình xem, hoặc là vì người ta cần xem người ta xem, hoặc là vì người ta cần cái kiến thức gì đó ở video người ta mở ra người ta xem. Đấy là cái việc đầu tiên anh em tạo dựng cho anh em một cái thời gian nhất định cho mọi người biết đến mình cái giờ đấy là mình lên cái video đấy để mọi người xem. Đấy, việc thứ hai là tiêu đề nên tiêu đề thì anh em mình hôm nay là anh em mình xác định mình nói cái vấn đề gì, nói vấn đề gì, nói cái nỗi đau gì trong cái ngành nghề của mình đang làm. Ví dụ như là em nói về ngành nghề ô tô của em thì em nói là làm thế nào để mình lựa chọn được một chiếc xe không phải là lọc nước. Đấy là cái tiêu đề ở trong ngành nghề em, là cái tiêu đề mà thường gặp vào nỗi đau từ ngành nghề từng người. Hoặc là mình bám cái tiêu đề đấy vào cái vấn đề hot trend cho tùy theo thời điểm. Ví dụ như thời điểm này là Ngọc Trinh đang rất là hot về cái vấn đề mà đi xe không tay lái như vừa rồi. Em ví dụ như nếu như Ngọc Trinh mà mua ô tô đi, hoặc nếu như Ngọc Trinh đi xe của Sơn Xe Hơi, đi ô tô của Sơn Xe Hơi thì bỏ hai tay ra thì chưa chắc đã phải lên cơ quan chức năng một. Đấy là mình cái tiêu đề của mình dựa vào cái hot trend thời điểm hiện tại. Hot trend vào thời điểm hiện tại nha anh em nhé, đừng nghĩ là mình hot trend có thể hôm nay hot trend nhưng một vài năm nữa nó không còn là hot trend nữa thì mình cũng nó cũng không đâu có hiệu quả, nhưng mà mình bám sát vào hot trend cái thời điểm để người ta đang hot. Thì là anh em bây giờ cứ động vào cái từ mà Ngọc Trinh đi mô tô tay lái chắc chắn là nó sẽ là hot cái thời điểm này, kể cả trang, kể cả báo đài hay là TikTok hay là Zalo hay là tất cả các trang xã hội. Bây giờ cứ nói đến Ngọc Trinh đi mô tô không tay lái là chắc chắn nó lên xu hướng. Nên là mình làm tiêu đề thì mình cũng phải bám sát để xem thôi.
Thế là tổ thứ hai nó chia sẻ cho dễ. Thứ ba là lăn nữa. Lăn nữa. Đấy, anh em mình phải có giữ nào phải giữ được cái trạng thái tốt, cái năng lượng cao. Khi mình có năng lượng cao thì nó mới thu hút được người nghe. Mặc dù cái tiêu đề mình nó có không chuẩn như nữa, hoặc tiêu đề của mình nó không phải là liên quan đến công việc của mình, đến ngành nghề của mình. Nhưng mà khi người ta nghe thấy một cái năng lượng nó cao thì người ta ngước qua cái tràng của mình, người ta rầm rầm mình có đổ lại người ta nghe. Không biết là có chuyện gì xảy ra. Cũng như anh em mình bây giờ ra ngoài đường nhé, cứ thấy chỗ nào ồn ào, cái tai nạn anh em mình tò mò. Đấy, không biết là nó bán cái gì, nó bán cái gì, nó nói gì ở cái video này. Cứ lướt qua thấy nó hòm là mình auto là nghe lại. Kiểu gì cũng phải có lại nghe một lúc. Thì khi mình nghe lại một hai giây thì nền tảng YouTube nó sẽ tính cho mình cái lượt xem. Đấy, khi có nhiều lượt xem thì nó sẽ cắt xu hướng. Thế này là cái năng lượng này rất là quan trọng. Và để mà có một cái năng lượng cao thì anh em mình chơi lại. Em mình tầm 4 làm chạy sáng rồi. Mặc dù là đi họp từ lúc 6 giờ nhưng mà 4 giờ nó ra thì chạy được. Cái việc chạy bộ với em nó là cái việc không thể thiếu trong cuộc sống. Chạy bộ kinh khủng khiếp. Anh em ở đây qua chạy bộ không? Anh quá trời rồi. Chúc mừng anh. Em vừa đi cái giải bên em 70 về. Em vừa đi cái giải bên em này. Em đi 70 km. 70 km. Em đi 23 tiếng 15 phút. Và vừa rồi em có tham gia một cuộc hành trình đi bộ xuyên Việt 51 ngày. Ui, 2000 cây. Tuyệt vời. Nếu anh em mình muốn có cái năng lượng thì chắc chắn anh em chưa thể nào. Còn muốn làm một cái hình mẫu của khách hàng của mình thì mình phải là người hình mẫu. Mình cho đi để cho người ta yêu quý mình, để mình mua sản phẩm. Để bán được một chiếc ô tô thì em phải cho đi nhiều thứ, mà em phải xây dựng cái khung hình của em, cái bản thân của em, một cái hình tượng khác biệt, kinh khủng khiếp lắm. Mồ hôi nước mắt rồi. Bạn có chia sẻ với anh Tuân là chưa, trong Vinlife thì có rất là nhiều người cũng ngưỡng mộ, nhưng mà cũng như thế thì chưa đủ. Nên là anh em mình muốn có năng lượng cao thì phải có lối sống tích cực, thì mới năng lượng cao. Không ông nào yếu mà có năng lượng cao cả, mà ông nào mà năng lượng không cao thì chắc chắn không bán được hàng. Mình xác định chơi như vậy, mình đã xác định chơi trò chơi bán hàng thì anh em mình phải năng lượng cao. Mặc dù em có nói từ giờ đến tối như thế này thì em vẫn giữ cái tầm rộng như thế này và vẫn giữ cái khuôn mặt tươi cười như thế này với các anh chị. Đúng không anh chị? Đấy, năng lượng nhanh nhất, năng lượng rất là quan trọng. Thứ tư là trang phục. Trang phục làm thế nào? Tại sao em lại nói về trang phục? Bởi vì trang phục thì anh em mình sẽ dễ nhận diện, sẽ dễ nhận diện thương hiệu hơn. Ví dụ như là đây là quay thì có thể là mình quay áo, nhưng mà khi mình kể cả mặc quần hay là mặc áo hay là mình có đội mũ gì nữa thì cũng phải giữ cho mình một cái trang phục, một loại thôi. Em bây giờ mặc một áo trắng với áo đỏ của em bây giờ có 2-3 cái. Nên là lên video nhé, người ta lên video người ta rất là nhớ mình. Khi mà em ra đường người ta nhận dạng cái thương hiệu của em là thằng Sơn xe hơi, có cái tóc vảnh vảnh này và có cái áo đỏ thì nó sẽ nhận dạng được cái thương hiệu. Mà khi mình có thêm một đôi giày vàng, một đôi giày đỏ nữa, hoặc là mình có cái đồng hồ đeo tay nữa thì nó lại càng nhiều cái điểm để anh em mình nhận diện hơn. Đấy, đúng không? Càng nhiều điểm để anh em mình nhận diện. Thế nên là bên video thế anh em mình làm thế nào để có người ta có nhiều điểm để người ta nhận diện hơn cho mình. Thế khi mình bán hàng thì mình mặc đồng phục một đợt cái gì tốt nhất. Ví dụ như em đợt rồi em mặc áo đỏ, nhưng mà với anh em đợt rồi xem lại cái phong thủy là cái hợp mệnh của em nó hợp với màu trắng, thì khả năng là em đã chuẩn màu trắng. Để em nhận diện lại. Xem tuổi. Đấy là cái vấn đề là trang phục thì anh em mình cũng phải để ý về vấn đề trang phục. Cố gắng làm sao mà mình mặc được một bộ để anh em mình lên video thì nó sẽ dễ tiếp cận hơn, người ta sẽ dễ nhận diện mình. Kể cả ở trong trên video hoặc ngoài đời thì khi ra đường hôm qua em đi ra cái chú giao thông cũng rồi. Ê, Sơn xe hơi. Người cười bảo, ô thế anh biết em không? Có thể hôm nay cũng đi xem bắn pháo bảo không? Em đi xem bắn pháo bảo. Thế hôm nay không bán xe đâu. Em làm nhiều hôm nay đi chơi. Thế là cái vấn đề nhận diện anh em cũng rất quan trọng. Quần áo phải trang phục phải một loại thôi, đồng nhất một loại. Nên video hoặc là mình bán hàng làm mãi thôi. Còn đi chơi thì mình lựa chọn sau. Thế là cái cách của em này. Và cái thứ năm là cái thứ là
là phim thứ năm đúng không? Và cái thứ tư là thứ là trang phục rồi đúng không? Trang phục. Trang phục, đúng không? Là biểu cảm. Cái khuôn mặt của anh em mình là 100% là ô tô là tươi. Em ngậm bút cứ mất đôi tháng để có khuôn mặt tươi như này. Ngày xưa không biết cười đâu, nhưng mà quá trình học tập là các thầy và cô dạy nhiều là bắt buộc phải cười, cười trên mọi mặt trận, kể cả thất bại hay thành công lúc nào phải cười. Khi người ta nhìn thấy mình có cái gương mặt là cởi mở rồi thì lúc nào người ta cũng mở lòng, người ta đón nhận mình, trên cái tâm thế nào không biết, nhưng mà chắc chắn nó sẽ đón nhận. Nên là cái biểu cảm của bạn em lúc nào đấy đặt cái video lên 100 video một, bây giờ em khoảng hơn 1000 video rồi thì đều có những cái bạn này em lúc nào cũng chơi này đấy, lúc nào thì cũng thế, kéo cái video nào thì cũng cái đúng cái góc mặt đấy và đúng cái hiệu cười đấy, không này được. Nên là người ta nhìn, người ta vào, người ta nhìn thấy mình đang ngượng, người ta cũng học một cái điều gì đó là người ta cảm thấy mình lúc đấy mình bán hàng thì sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thế là anh em cố gắng, đây là một trong những cái nhỏ của em thôi, còn nếu mà để mà sâu sắc để mà đạt được như thế này thì anh em chị em mình nó phải có một thời gian. Đây là em làm mất cái quen này, em làm thì lần nó lên là 126-127 năm, em làm mất trong thời gian là gần 2 năm. Thời gian đầu thì em đếm từng view một, anh ơi hôm nay em lại lên 1 view thôi nhỉ, 14 view rồi, hôm nay em lại lên mấy view nữa, chụp ảnh em gửi cho anh em gửi khoe hết tất cả vào trang mạng. Zalo cũng đăng lên khoe, mà TikTok cũng đăng lên khoe, mà YouTube cũng đăng lên khoe, khoe hết. Khoe mình đo lường kiểm tra hàng ngày, khi mình kiểm tra mình yêu quý nó thì lúc đấy là kênh mình có khả năng lên. Chứ còn mình cứ thả vào đấy xong chờ ngày mai nó lên rồi, ôi không xu hướng à, không đề xuất à, không bao giờ có chuyện đấy. Nếu có đề xuất thì không nên được anh em mình. Nên là phải làm thời gian phải dài đủ kiên nhẫn và đủ em là mình phải đắm chìm cùng với nó. Cái gì hời hợt mình làm, cái gì là ý của mình không là thôi, còn cái gì chỉ thì cái gì nó sẽ đến với mình theo kiểu bị thẳng, theo kiểu cho đi. Nhưng mà cô gái, anh em cô gái đạt được 2 triệu view này, em ra đường bây giờ ra đường nó hạnh phúc lắm, nó vui lắm. Ra đường anh chị em mình cứ chơi à, đi tí nữa ngoài quán nước này thì người ta có khả năng cũng nhìn thấy. Đi bộ xuyên Việt 51 ngày, đi dọc đường người ta đón từng bậc từng mét một, còn gần như không có thời gian đi, là cứ trói ba lô vào lưng là cứ thế đi thôi. Chứ nếu mà để mà mở lòng với mọi người gần như là mình không có cơ hội về nhà, đâu người ta cũng mời, kính đâu người ta cũng mời, mời ăn, mời uống, mời giao lưu. Thì em đặt em đi là em có em chia sẻ thêm một chút về cái lĩnh vực quá trình em tạo. Này vượt qua chắc em vừa cho đi qua 2 phút thì bán hàng là cái nghề của em, nghề nói là mỗi khi mình được nói, mình được nói một cái điều gì đó cho người ta thì mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy mình xứng đáng với cái cuộc sống của mình đang sống. Để em nói đến 4-5 ngày không biết cái câu chuyện này nói. Cuộc sống em cũng quá nhiều câu chuyện. Hôm nay có kể thêm chút anh Quân. Rồi cứ nói đi. Thì anh chị em thoải mái lên là tí là hết sân khấu của anh Quân. Chắc là cái bệnh rồi. Mời em cảm ơn các bạn. Biết trả trình kênh hay là theo dõi của anh chị em đi bộ thì cứ đến đâu các cô chú theo dõi hàng ngày, anh chị theo dõi hàng ngày, cứ đến đâu đấy mọi người lại đón về nhà, xong rồi mọi người lại chia sẻ về cái cuộc sống ở cái vùng miền đấy, chia sẻ về cái thu nhập và cái công việc thường ngày ở khu vực đấy họ đang có chuyển ra như thế nào. Nên là mình được trải qua cái cuộc hành trình như thế mà được mọi người nói chuyện như thế này, phải nói là công nghệ nó tuyệt vời để người ta biết đến nhiều, mình hỗ trợ mình chia sẻ mình quá nhiều kiến thức. Bây giờ em cũng khả năng xin phép anh Lường sẽ có người tuân và hẹn mọi người ở sau những cái buổi họp tiếp theo. Em cảm ơn anh Tuân. Cảm ơn anh nhé. Chia sẻ rất là thân mắc. Em muốn biết video làm sao có nhiều người xem, nhưng mà rất nhiều người xem xong làm gì? Chả biết mình làm gì thì không được, đúng không? Thì anh chị nhớ cái keyword khóa học ngày hôm nay là video tạo ra tiền, đúng không? Đấy thì vừa rồi chúng ta đã sau cái phần đã làm video về online và có một cái người thực chiến chia sẻ cho anh chị, đó là anh Sơn Xe Hơi. Ngày nay thì tôi bảo thôi em đừng bán hàng, bỏ cái ô tô đi để đến với
Hải Dương đến với Tây Nguyên Top Sale để chia sẻ với chị doanh nghiệp đây, thì bạn ấy sẵn sàng bỏ 3 ô tô 1 triệu này bán thành một ô tô lãi từ 30 triệu 50 triệu, từ đó ngày nay là anh đã bỏ 100 triệu vì một cái 100 triệu đó để chia sẻ chiến lược cho các anh chị có cái xứng đáng cho một trạng thái. Và chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là cấu trúc của Swift. Đó là cấu trúc này trong ngôn ngữ lập trình, cấu trúc Swift của một cái video ngắn. Thì tại sao bây giờ chúng ta là sử dụng video ngắn mà ít sử dụng như là video ngắn là video? Thì thời gian con người cũng có, các chị ngày xưa mà đi bộ một kế thời kỳ nguyên thủy chúng ta phải đi đâu đó mất khoảng tầm 12 giờ đấy, nhưng mà tốc độ đi bộ con người càng ngày càng nhanh. Anh hiện tốc độ con người đi càng ngày nào càng nhanh. Đến năm 2030 người ta tính tốc độ đi bằng gần như là tàu chạy. Cái thứ thể để ý xem con người tự lao đi hàng ngày càng nhanh. Thế thì video ngắn cũng là cái xu hướng không thể cưỡng lại được. Thì cấu trúc của video ngắn theo cái công thức SWIFT, công thức lập trình, đấy, thì anh chị nó sẽ có cấu trúc như sau. Thì anh chị nhìn những video ngắn thì dưới 30 giây của video ngắn thì cấu trúc chúng ta sẽ làm 60 giây cái phần đầu tiên là 6 giây đầu tiên. 6 giây đầu tiên này các anh chị nói như anh Sơn là chúng ta phải đây phải năng lượng nhất. Anh Sơn muốn là giơ cái máy lên là đúng từ thế cười tươi nhất, đấy là năng lượng nhất. Thì 6 cái giây đầu này thì các anh chị hãy nói như thế nào để chúng ta năng lượng nhất, đúng không? Đúng không? Các anh chị nói cái video 21 triệu view, đúng không? Các anh chị nhìn những cái giật tít mà đúng theo cái chuyên ngành đấy, thì các anh chị tập đứng trước gương và tư thế cười tươi nhất và nói nó năng lượng nhất. Đừng, các chị đừng ngồi nói, chị đứng nói là năng lượng nhất. Và các chị nhớ là để năng lượng được chúng ta phải hoạt động. Anh Sơn nói là gì? Thể thao ấy, chúng ta phải chạy. Trước khi nói chúng ta phải vận động trước cho cơ thể chúng ta lấy được cái năng lượng oxy. Chúng ta được là não ta là giàu oxy, không phải nghèo oxy, thì chúng ta sẽ nói năng lượng hơn. Đấy là 6 giây đầu. Và 18 giây chúng ta sẽ nói về sản phẩm dịch vụ của anh chị. Thì anh chị trong vòng 18 giây anh chị hãy nói sản phẩm dịch vụ nó là cái gì, thì anh chị hãy nói vào. Và 6 giây cuối để anh chị trở thành video bán hàng, chúng ta phải nói về 6 giây cuối. Này rất là quan trọng, anh chị cứ hay quên. Đấy, kêu gọi hành động để mua đi, mua hàng. Thế tại sao trong tất cả các video anh chị có thể nói dần đồ, không thể nói gì cả? Mua hàng thì chúng ta phải dễ gì, dễ mua, đúng không? Chúng ta hãy kêu gọi làm sao mua. Cái chị gì? Hãy ngày hôm nay các chị xuống tiền mua ô tô thì sẵn sàng có đi 10 triệu. Ngày hôm nay chị sẵn sàng xuống tiền mua ô tô thì ta được đi thử 1 tháng, không thấy hài lòng trả lại sơ sơ. Kêu anh đậu ấy, đi hàng thử luôn đi 1 tháng đúng không ạ? Tiền thầy yêu thích rồi. Đấy chúng ta kêu ạ. Và cái chị là nhớ là phải cái tư thế sẵn sàng giúp đỡ hoặc sẵn sàng phục vụ khách hàng. Thì khách hàng thấy thích bạn ấy mở lòng ra, bạn sẵn sàng phục vụ rồi, đúng không? Tôi sẵn sàng đến tư vấn nội thất miễn phí cho anh chị, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta thấy những điều này là những cái keyword để cấu trúc video ngắn thì các anh chị có thể lưu lại. Sau đó thì sau này ban tổ chức Top Sale sẽ gửi cho các anh chị một số cái mẫu video có sẵn để các anh chị có thể xem. Thì những cái video ngắn này thì các anh chị có thể trải nghiệm một chút cái video ngắn trên kênh YouTube Phạm Hữu Tuân này. Thì mời anh chị những cái video cái này có kết nối với loa của anh Huy chỉ có. Đây thì các chị có thể quan sát cái phần video chuẩn đầu này, chuẩn đầu thì đang kéo một đấy để quan sát đi đâu vậy chị? Đấy,
đây một cái video cần nửa triệu view này, trong vòng có một chút này, đây anh có thể mở cái video này. Những anh chị cứ hỏi máy Thái và máy Nhật thì cái nào đắt hơn? Thái thì chúng ta nhìn thấy nhà rất là nhiều máy, và máy Nhật thì chúng ta chỉ đổ máy bằng so gói để được ngói là xong. Và với máy Thái và máy Nhật đấy, trên nhau cái phần máy vát và trên nhau bao nhiêu phần trăm, ví dụ như đổ 100m² máy bằng thì máy Thái của chúng ta sẽ chênh là thêm cộng thêm 50m² máy Thái nữa. Riêng với máy bằng thì chúng ta chỉ cộng thêm 20m² diềm máy xung quanh thôi, còn máy Thái là chúng ta sẽ cộng thêm 50m² nữa các chị nhé. Thế là chi phí đắt hơn rồi, nhưng mà nhìn nó đã thấy đẳng cấp và đẹp rồi. Các chị cần tư vấn thế liên hệ ngay với nhà đẹp Vườn Hiên thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ các chị có được căn nhà máy Thái quý. Anh chị cứ hỏi máy Thái và máy Nhật thì cái nào đắt hơn? Thái thì chúng ta nhìn thấy nhà rất là nhiều máy, và máy Nhật thì chúng ta chỉ đổ máy bằng sau đó để được ngói là xong. Và với máy Thái rồi. Đấy thì các chị quay về cái sửa này. Thì với cái cấu trúc Swiss ấy thì các anh chị hãy đặt, thông thường người ta thích, bao giờ khán giả thích đặt ra câu hỏi trong cái cuốn sách là hãy bắt đầu từ ngoài tại sao. Trong cuốn sách rất là hay, và cuốn sách này nó nói là cái tư duy, và sau này cái AI người ta dùng, viết AI người ta dùng cái tư duy đấy. Thì buổi chiều hôm nay sẽ hướng dẫn anh chị cái phần tiêu đề của cái AI. Thì anh chị nhớ là hãy bắt đầu bằng câu hỏi. Câu hỏi mà càng phổ biến thì các anh chị càng thắng trong nghề các chị nhé. Câu hỏi phổ biến trong nghề, nhiều lúc câu hỏi rất là dễ phân biệt giữa máy Thái và máy Nhật, tăng lên mà đâu đó thì tranh nhau chia sẻ của nhiều người, vì chủ nhà người ta không biết đâu, cả đời mới xây một cái nhà không có biết được đâu là cái nhà nào là nhà nào đấy. Chúng ta đặt ra câu hỏi đôi lúc nhìn rất dễ, anh Vi hỏi một cái gì đó về nội thất hay về ô tô các thứ nó rất dễ, hoặc cả về đào tạo cũng thế, hỏi tại sao là chúng ta làm mãi một người chưa thành công cũng là cái câu hỏi rất đơn giản. Sau khi chúng ta làm video ấy, chúng ta áp dụng cái kim tứ đồ này, kim tứ đồ này chúng ta sẽ thắng này. Thì các anh chị chuẩn bị cái kim tứ đồ trong video, thì đây là cái kim tứ đồ trong video, nó gồm chia thành 4 ô, và chúng ta phải nhớ cái tiêu chuẩn này là cái video là gốc video của anh chị đưa ra thì nó phải mang tính chất giá trị. Đã đưa video ra mà không giá trị thì đừng đưa, anh chị lưu ý nhá, cái video này nó phải có giá trị nào đấy, đúng không? Các anh chị đấy thì vừa xem video, cái giá trị đó chúng ta sẽ thì tính diện tích máy bằng máy Thái chúng nó chênh lệch nhau bao nhiêu, thì đã giúp cho chủ nhà phân biệt được cái giá trị và phân biệt được khối lượng bê tông khi mét vuông. Chúng ta sẽ chênh nhau 50m², chúng ta nhân công ví dụ 1 triệu m² nó mất 50 triệu, thì giúp cho khách hàng hiểu được cái giá trị. Sau khi hiểu giá trị rồi thì hỏi xem là cái video này nó có vui không. Vui ở đây nhé thì nó bắt từ bên trong ấy. Thì trong thiền sư Nhất Thiết Hạnh có nói là thầy cô hạnh phúc, bản thân người thầy ấy phải hạnh phúc trước thì mới dạy được học trò hạnh phúc. Nhưng bản thân người thầy cô hạnh phúc thì không có người trò hạnh phúc được. Thế thì tương tự như vậy, cái chủ doanh nghiệp là hoặc là cái chị đang làm video ấy, bản thân anh chị phải vui vẻ trước. Hôm nay cảm thấy buồn thì đừng làm video. Anh nhìn sơn ấy bỏ tâm trạng lúc nào cười tươi nó cả ngày tươi. Nếu anh đẩy cái tâm trạng anh vào trạng thái gì vui nhiều hay vui ít, nghĩa là cứ vui. Chúng ta làm video ta phải vui, làm video mà mặt cứ buồn cứ rưỡi đừng quay nhắc không quay. Đấy, cái chị thử chuyển sang trạng thái vui xem, cười cái chị cười cái chị cười hết nữa chuyển sang trạng thái vui. Đấy, vui ở đây là cái người làm video vui nhé. Nhưng mà nhiều lúc anh chị không hiểu là cứ phải làm video hài thế này không, làm video gì đó cho mọi người vui, vui cho mọi người không hài. Chúng ta phải vui cho chúng ta là chúng ta thì anh Sơn nói là năng lượng bằng gì, năng lượng đúng không, video giá trị. Nhưng mà người làm video phải gì, phải vui chứ, thôi không vui ít hay vui nhiều. Nếu các anh chị vui nhiều thì đẩy video các anh chị ở tầm cao hơn, các anh chị ở video ít hơn vui ít thì đẩy tầm video được. Thế nhớ, chị nhớ cái quy luật này, đấy là kim tự động giá trị và vui. Vui ở đây không phải video vui mà là gì, người làm video vui. Các anh chị cứ năng lượng bao nhiêu thì các anh chị sẽ gì, video bán hàng của anh chị
sẽ tốt với nhiều. Cái chị cái kim video này anh chị có thể lấy bút viết vào trong vở, chúng ta lấy cái giá trị. Anh chị thấy hôm nào vui thì là làm được gì cũng suôn sẻ. Đúng không? Nếu này buồn buồn thì mà nó là như Thu nói là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, cảnh thì rất là đẹp nhưng mà do tâm trạng buồn đi. Thế thì ai muốn kiếm đầu với người buồn đâu, đúng không? Đấy, thì chúng ta phải vui vẻ chứ. Xong kim cái đồ này rồi thì các anh chị sẽ sang cái mô hình kinh doanh. Thì chúng ta sẽ biết cái mô hình kinh doanh của chúng ta ở đâu, và sau này chúng ta sẽ phát triển video của các anh chị này sản xuất. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3-4 cái cụ của mô hình kinh doanh. Cái này rất là quan trọng. Nếu các anh chị không biết được video của chúng ta đích đâu thì các anh chị rất là nghiệm. Các anh chị ở dưới có nhìn được không nhỉ? Sẵn sàng có nhìn? Được. Có nhìn được không? Hơi nhỏ ai đi. Đây nhỏ. Anh đi giúp em mua anh đi để kiếm tiền. Không. Rồi các chị, tôi sẽ tập trung viết cái bản này nhé. Bản này sẽ nhìn thấy hơn. Các chị nhìn mô hình và nhìn bản để chúng ta phân tích được cái mô hình kinh doanh. Sau này chúng ta, đây là mô hình mà toàn thế giới đã áp dụng nhé, không phải là ở Việt Nam đâu. Đây là mô hình của Action Code đã đưa vào. Để anh nhìn vào cái Action Code này rất là đẹp. Các chị chúng ta sẽ đi vào mô hình kinh doanh của ta sẽ có 3 cái mô thôi, nó không có nhiều. Cái ô số 1 của các chị ấy là cái ô khu vực hoạt động của chúng ta. Cái mô hình toàn thế giới nhé, cái này không phải là toàn quốc gia mô hình. Thì cái cụm thứ nhất là cái cụm hoạt động, và cái cụm hoạt động của công ty doanh nghiệp của chị, cái cụm số 1 là cái cụm hoạt động đấy. Thì ở cái cụm hoạt động này, đây là cụm hoạt động này đấy. Thế thì hoạt động của một doanh nghiệp ấy thì thứ nhất là nguồn lực của chính cái công ty hay là chính cái sản phẩm mà chị muốn bán là cái nguồn lực chính. Đây là cái nguồn lực chính, là chính chủ doanh nghiệp hay là người làm video đấy. Đấy. Người làm chủ, đúng không? Chủ. Nguồn lực số 2, cái người chủ này thì người ta sẽ đưa ra, nếu mà chúng ta làm chủ không cũng được, như anh Trân vừa nói là phải có gì? Có thiết bị, đúng không? Thì là trong kinh doanh chỉ có 3 yếu tố thôi, người, máy và tiền. Máy móc thiết bị ấy, chỉ 3 yếu tố thôi. Thế thì ông chủ là người này, sau đến đi cách vận hành của nó thiết bị, yếu tố số 2, và yếu tố số 3 đó là đối tác. 3 cái yếu tố này để trong hoạt động của một doanh nghiệp hay chuẩn bị bán hàng. Giá trị bán hàng làm gì chúng ta phải có gì? Có con người, có thiết bị và có đối tác. Không ai làm việc một mình cả, đúng không? Đấy, những cái bút để chúng ta có thêm cái gì, cái nắp không đứng một mình. Thì ba cái yếu tố này nó hoạt động và bổ trợ lẫn nhau. Người chủ thì dùng thiết bị để làm, thiết bị sẽ giúp người chủ làm video, và đối tác để chúng ta làm việc. Đối tác có thể là Facebook, YouTube, Zalo, TikTok. Thì tất cả cái này nó cứ đan xen lẫn nhau trong cái hoạt động, đúng không? Đấy, thì các chị xem cái mô hình nguồn lực và đối tác, đây là khu vực hoạt động. Ở cái khu vực này thì các anh chị thấy là chúng ta luôn luôn có doanh nghiệp nào bản thân các anh chị bán hàng có, đúng không? Em làm được tới nhôm kính đều có, đúng không? Thiết bị, con người đi theo, và có đối tác nhôm xi pa, có đối tác hoặc đối tác kia, đúng không? Qua giờ cũng có. Thì cái nguồn lực số 2 mà chúng ta cần phải biết đến đó chính là cái sản phẩm dịch vụ cái đưa được khách hàng. Chúng ta muốn bán hàng cũng phải có sản phẩm dịch vụ, đúng không? Cái này đương nhiên chúng ta phải có, chúng ta không có cũng được. Thì cái ô số 2 đấy, chúng ta sẽ đi với 3 ô thì các chị sẽ nó chắc hơn. Ô này thì nó nhỏ thôi, nó chỉ có cái sản phẩm và cái dịch vụ của các chị để tác động ô này. Thì tất cả các hoạt động này dồn hết vào để bán sản phẩm, bán dịch vụ của các chị, đúng không? Tất cả những cái này, máy móc, thiết bị, con người đều dồn hết về cái sản phẩm dịch vụ. Sau khi có thảo sản phẩm dịch vụ thì mới xuất hiện cái ô thứ ba,
đó là ô bán hàng, bán cho ai, chúng ta sang cái ô số 3 đây, ô bán hàng đấy, câu này ô ra tiền đấy, để ta sẽ cho một sang nhé, chúng ta sẽ tập trung một câu này là cái ô khu vực khách hàng của chúng ta, lúc này khách hàng xuất hiện có hoạt động, bây giờ chúng ta sẽ thấy khách hàng, ô này là ô tạo ra tiền này. Ở trong ô khách hàng ấy, các anh chị hãy phân biệt cho tôi là phân loại khách hàng đấy, và mối quan hệ khách hàng và kênh phân phối, người phân phối khách hàng đó là khách hàng của ta nhé, là phân phối đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ lên mối quan hệ, mối quan hệ là cái ô mà chúng ta giải quyết mối quan hệ khách hàng. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến kênh phân phối, kênh phân phối, và tiếp theo là chúng ta sẽ phân loại khách hàng, anh chị phải phân loại ra khách hàng của anh chị là ai, chúng ta phải phân loại ra kênh phân phối nào. Thì tất cả cái này, cái sản phẩm nó tạo ra này, và chính cái cung này này thì nó tạo ra dòng gì, dòng tiền của doanh nghiệp đấy. Cái này nó xuất hiện cái ô, ô sau, ô này là ô mà rất là các anh chị phải chú ý đấy. Đấy, đó là khu vực về tiền. Sau ba ô này, đấy là khu vực cấu trúc, khu vực tài chính, cấu trúc chi phí và doanh thu tiền. Sau khi chúng ta có khách hàng, bán được hàng thì chúng ta là khu vực này là khu vực tài chính. Tài chính này, các anh chị rất ngại nói về tài chính này. Đấy, khi chúng ta bán được sản phẩm dịch vụ thì đây là doanh gì, doanh thu đúng không ạ? Khi chúng ta mua máy móc thiết bị tuyển người thì đây thuộc về chi gì, là chi phí. Chúng ta nắm được cái mô hình này, chúng ta sẽ giải quyết được bài toán về video của các chị đúng không? Để làm video có tiền chúng ta nắm được đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm video để tạo ra tiền thì làm ở đâu và làm theo quy trình nào, thì các anh chị phải nắm được cái mô hình kinh doanh đã. Nắm được mô hình này chúng ta mới làm được video tạo ra tiền. Đôi lúc các anh chị cứ mãi đi làm những video ở đâu ấy. Đấy, đây là mô hình kinh doanh nhé. Thế thì ở đây các anh chị sẽ làm cho động tác cho tôi là ở khu vực hoạt động này, các anh chị hàng ngày công ty chị hoạt động cái gì thì các anh chị làm video ở khu vực này, và đối tác của anh chị là ai thì anh chị chạy đến đối tác để gì, để quay video. Đấy, đối tác của chúng ta là ai, ví dụ như Tinh Hoa Việt, đối tác là các cái thầy phong thủy mời đến chạy nói. Tinh Hoa Việt đã mời các thầy phong thủy nói được chưa, đến quay chưa, hay chỉ quay lúc sản phẩm mình thôi? Đấy, có rồi đúng không ạ? Thì đối tác cũng đang quay video, anh nào nội thất thì những thiết bị cung cấp nội thất chúng ta sẽ đến, anh chị nào làm những dịch vụ nào chúng ta dùng đối tác của chúng ta để quay. Sau đó chúng ta sẽ được quay đến gì, sản phẩm và dịch gì, dịch vụ. Thì cái này công ty chúng ta có bao nhiêu sản phẩm, bao nhiêu dịch vụ các chị quay, và nhớ là gì, sẽ có kịch bản cho các chị nói về sản phẩm dịch vụ thì chúng ta có thể quay nó tung được đúng không? Đấy, thì các chị đi mô hình lên. Và tiếp theo là đến khách hàng, sau khi các anh hàng mua sản phẩm dịch vụ các anh chị cần một lời feedback của các anh chị, quay luôn gì khách hàng. Sau khi học ở top sale rất là vui thì có thể ý anh Minh sẽ đi phỏng vấn từng người một, các chị tăng anh Minh đăng lên trang Facebook thì rất là uy tín. Đấy là anh chị trải nghiệm khách hàng, cho khách hàng mua trước cái sản phẩm, mô hình kinh doanh ra mua trước, trải nghiệm trước. Và cái này cái quan trọng này, tất cả khách hàng nào đều quan tâm đến tiền, hỏi anh Sơn em mua cái xe có 400 triệu thì mua được xe gì. Rất nhiều anh chị người cũng làm cái động tác này, cái khu vực tài chính, không bao giờ làm video về khu vực tài chính, rất sợ nói giá đối thủ cạnh tranh, nó biết mình bán giá bao nhiêu nó lại bán giá thấp hơn. Các anh chị đừng sợ đúng không, đừng sợ. Thế thì bây giờ tất cả cái này chúng ta đều chuyển sang mục gì, bằng video. Tất cả đây các anh chị bằng gì, video. Tất cả anh chị chuyển hết bằng video. Đấy, cái nút vào đây này, anh chị ấn vào đây nó ra video. Đấy, thì các chị làm đều đã theo bốn cái khu vực của mô hình kinh doanh của chúng ta. Sau này các chị kinh doanh bất kỳ điều gì nó chỉ quanh quẩn những cái điều này thôi, làm video thì nó mới ra tiền. Còn đi cứ mãi đi làm cái khác, nó không nằm trong mô hình này thì nó không ra tiền được. Thì các chị có thể lưu lại cái mô hình này ở trên bảng, các chị có thể lưu lại, có thể chụp, có thể ghi chép vào bờ.
để về sau này chúng ta có định hướng làm video, chứ không thì chúng ta cứ làm video ở những chỗ khác thì nó không ra tiền. Đấy, sau này khách hàng người ta rất là thích, người ta trải nghiệm được các hoạt động của công ty, trải nghiệm được sản phẩm, trải nghiệm feedback của khách hàng, và người ta quan tâm là hết bao nhiêu tiền thì cái bộ cửa này, hết bao nhiêu tiền mua ô tô này, hết làm nội thất hết bao nhiêu, hoặc bán cái ô đất này là bao nhiêu tiền. Chúng ta phải rõ ràng cái thu tài chính, thu tài chính càng rõ ràng thì sau này chúng ta bán hàng càng giá cao. Đấy, sau đó thì các anh chị sẽ cung cấp những cái giá trị càng nhiều, thì khi như anh Sơn vừa bán cái xe 500 tỷ thì thấy rất là nhẹ nhàng, vì người ta đã được trải nghiệm hết tất cả những mô hình kinh doanh của mình. Đúng không? Các anh chị thấy này, xem lên kênh là hết cái này, đúng không? Đấy, sai lầm rất lớn các anh chị khi làm kinh doanh, khi làm video không làm theo mô hình kinh doanh của mình, mà cứ đi học người thầy này dạy chúng ta làm cách làm video, cứ đi học cách làm video, cứ đi học 15 cái điều đầu rồi vừa rồi bắt đầu. Tức là các anh chị học xong về chúng ta, đây các chị cứ học 15 cái điều này, đúng không ạ? Các chị lên internet em học 15 cái điều này, các chị quên mất giá trị gốc của chúng ta là mô hình kinh doanh ra là gì, chúng ta tập trung vào cái mô hình này, đúng không? Đấy, nếu anh chị thấy mô hình này tuyệt vời thì cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Thì ở trong cái mô hình này thì các anh chị thấy là các cái mối quan hệ lẫn nhau, và tất cả đây thì chúng ta sẽ chuyển hết thành video, chuyển hết vào video. Và thời đại 4.0 này, cái mô hình này nó không sáng đâu, không ai cho biết mô hình này, chỉ các anh chị hôm nay tham gia khóa học ở đây, các anh chị mới biết được cái ẩn sâu của mô hình này đằng sau. Và những người làm video bán hàng ấy, người ta ẩn hết. Lúc thì các anh chị vô vào được video gì giới thiệu về doanh nghiệp, lúc chị anh chị vô vào được video gì sản phẩm, lúc chị anh chị vô vào được video gì nói về khách hàng, lúc thì anh chị thấy được video về gì về dòng tiền. Đấy, nhưng mà các anh chị không có cái góc nhìn tổng thể, giống như câu chuyện thầy quá trong qua, lúc thì túm một cái chân bỏ xuống một đỉnh, túm một cái đuôi bỏ xuống cái chổi, thì anh chị cứ đi mãi như thế thì nó sẽ không ra được. Nhưng sau khi anh chị biết được cái mô hình rồi thì các anh chị có thể lướt qua một kênh Facebook, lướt qua kênh YouTube, lướt qua kênh TikTok là biết xem họ đang kinh doanh ở mô hình nào, và mình sẽ chuyển hóa thành cái mô hình kinh doanh như thế, nó thành công. Và đây, sau khi bản hết thì chỉ còn lại video và video. Nếu mà các anh chị có xem biết cả ngày kênh của thầy Phạm Thành Long, không biết là thầy đang nói gì, để lúc thì bỏ vợ gia đình, lúc thì lại động lực chạy bộ, lúc thì lại bán hàng, anh chị thấy mô hình chạy như lại, nhưng nó mất trong cái mô hình kinh doanh này, nó không thay đổi đâu cả. Rồi anh chị thấy là kết quả cuối cùng là chúng ta chỉ tạo ra được gì? Video, không nói nhiều, kết quả cuối cùng là anh chị cứ làm video và làm đúng trong mô hình này. Đấy, thì đây là mô hình của anh chị code rất là hay để anh chị tạo ra. Và cái này nhé, các anh chị hãy đóng gói hết vào video, thì nhà đẹp mình nên đóng gói hết. Ví dụ quy trình ra những bộ hồ sơ vẽ nào làm video đóng gói lại, quy trình bán cái sản phẩm dịch vụ nào làm video đóng gói lại, quy trình tiếp xúc nói chuyện khách hàng nào làm video đóng lại. Thì bất kỳ một bạn nhân viên nào ở khu vực này mà có outsource ra cả hệ thống của ra ấy, không vướng gì đâu, không vướng gì đâu. Để một ai đó ở đây mà sau đó di chuyển ra chỗ khác, đúng không? Thì chúng ta vẫn gì, vẫn cứ tiếp tục một bạn khác cũng có cái quy trình đấy. Nên là các anh chị thế này, đấy, người khác ra đi thì quy trình ở gì? Ở lại, là gì đấy? Là chúng ta sẽ đóng gói vào được vào cái hộp, cái hộp này là hộp gì? Bằng gì? Bằng video hướng dẫn một bạn nhân viên mới đến thì cứ xem video, thế là xong bạn ấy sẽ làm được. Các anh chị như vậy, tất cả ở đây các anh chị đóng gói vào bằng video, thì chúng tôi rất thích đóng gói bằng video, sau đó đi chuyển đến khác. Các anh chị rơi khỏi doanh nghiệp các chị bằng cách như vậy. Chứ còn nếu các anh chị không làm video nữa thì anh chị mãi bận, không bao giờ thoát được. Nếu các anh chị làm còn ở cái mô hình này, các anh chị lưu ý những cái điểm mà chúng ta sẽ làm video quanh bốn cái mô hình này, và cái công thức để trả lời cái câu hỏi các anh chị là làm bao nhiêu video thì tôi có được một khách hàng, đúng không? Thì có khách hàng có tiền không? Câu hỏi này không phải khó. Trong quá trình toàn bộ kinh nghiệm của nhà đầu tư thì sẽ đưa cho các anh chị một công thức để các anh chị áp dụng, để các anh chị có thể làm đúng như thế nó ra để sớm hơn các anh chị ra, vì khi anh chị có cái quy trình đúng rồi thì chúng ta sẽ không sợ. Đây
cái công thức nó như sau. Công thức anh chị nhìn tập trung vào màn hình. Anh chị có nhìn thấy không? Đấy. Chúng ta lấy cái công thức này ra. Chúng ta làm. Đầu tiên là gì? Thông thường thì chúng ta làm bài toán xuôi. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ làm bài toán ngược. Để tạo ra tiền là chúng ta phải đầu tiên là có khách hàng mua gì? Mua hàng trước, đúng không? Rồi chúng ta sẽ giải quyết với nhau bài toán video ra tiền mà. Đấy, đúng không? Đầu tiên chúng ta phải có gì? Có khách hàng, đúng không? Nói gì nói nhưng mà làm video không có khách hàng thì buồn. Đầu tiên bắt đầu từ khách hàng, đúng không? Thế mong muốn của các anh chị ngày hôm nay chúng ta làm cái video này có bao nhiêu khách hàng? Ví dụ anh Sơn là làm một video có gì 5-6 khách hàng hoặc là tối thiểu 1 khách hàng. Thì đầu tiên chúng ta bắt đầu từ khách hàng. Hôm nay mong muốn là chúng ta chơi game dễ trước. Đầu tiên là một gì? Một khách. Đấy, một khách hàng. Thì chúng ta cần bước tiếp theo. Thì chúng ta sẽ quy đổi theo tỷ lệ. Để có tỷ lệ cuộc gọi đến mua hàng chúng ta, đúng không? Là một khách hàng. Thì chúng ta sẽ về kết quả này. Thì chúng ta phải có một cái tỷ lệ. Đó là tỷ lệ gọi. Là người gọi chúng ta cho cái tỷ lệ. Tỷ lệ gọi. Thì ở đây cái tỷ lệ gọi này thì theo thống kê toàn thế giới sẽ là 25%. 25% thì nó bằng 1/4. Thì chúng ta làm bài toán ngược mà. Thì chúng ta có 4 người gọi thì chốt được một gì? Một ai? Một khách, đúng không ạ? Đấy, thế thì chúng ta phải bao nhiêu người chấp nhận đấy ạ? À, chúng ta phải nhân cái số người chấp nhận, đúng không? Thì người chấp nhận gọi chúng ta phải 4 người, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ làm người chấp nhận này. Người chấp nhận thì sản phẩm dịch vụ ra. Rồi, để có một người mua hàng ra thì chúng ta sẽ phải có chấp nhận 4 người nhấc máy lên gọi điện chúng ta. Có đúng không ạ? Cái này anh Huy nắm rất là rõ này. Chúng ta phải có 4 gì? 4 người gọi thì chúng ta mới giải quyết được. Chúng có được 1 khách, đúng không ạ? Thế thì để 4 người chấp nhận này thì chúng ta sẽ có thêm một phương thức tiếp theo. Đấy. Đây, để có được 4 người này thì chúng ta phải có cái tỷ lệ quan tâm. Đấy. Người ta quan tâm xong người ta mới gì? Chấp nhận gọi mình chứ, đúng không? Để chúng ta có tỷ lệ quan tâm. Quan tâm xem là ai là người quan tâm đến mình, đúng không? Thế thì quan tâm thì đánh giá vào cái gì? Khi đăng video lên người ta quan tâm bằng cái gì? Bằng gì? À, nút like, nút share, nút thả tim, đúng không? Đây các chị nhìn này, thì chính là số người tương gì? À, tương tác, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhân với là số người tương tác, người tương tác. Anh chị nhớ là tương tác bằng cách chúng ta thả gì? Like, thả gì? Tim và comment, đúng không? Đấy, là số người tương tác. Tiếp theo anh chị, vẫn là tỷ lệ quan tâm là gì? 1/4, đúng không? Theo tỷ lệ tiêu chuẩn của Action Code. Đấy, của toàn thế giới là ngầm đích với nhau là 25%. Thì anh chị xem là cần bao nhiêu người tương tác, thả tim, like ra. À đúng không? Có con số 16, anh chị đã nói thêm 16 ở đây. Và sẽ viết ra đây. Đây một cái thông số xanh nữa chứ. Ở đây chúng ta cần 10 gì? 16 gì? 16 người chúng ta có thể like, tìm, share, đúng không? Khi có 16 người tương tác là cái kết quả này rồi, chúng ta sang cái công thức tiếp theo, đó là tỷ lệ người xem video, đúng không? Bây giờ xem là có ai xem chúng ta thì có tỷ lệ người xem. Tỷ lệ người xem. Người xem video. Tỷ lệ người xem video này được đánh giá bằng số lượng gì? Video của chúng ta làm. Đúng không? Chúng ta đang đặt câu hỏi là làm bao nhiêu video thì có được một gì? Một khách hàng, đúng không? Thế thì tỷ lệ người xem này chính là nhân với cái số lượng. Số lượng gì đây? Đúng không? Thế chị làm bài toán ngược một chút. Thế thì theo quy tắc tỷ lệ người xem vẫn là 20 gì? Tăng một phát làm thì có nhiều người xem đâu. Như anh Sơn vừa kể câu chuyện là chỉ có gì? Vợ con người xem thôi. Đi xin like bạn bè thôi ạ. 25%. Thì bây giờ các chị nhân 16 và nhân đi 4.
64 à, chúng ta phải làm tối thiểu là bao nhiêu video? 64 gì? Video. 64 video thì chúng ta mới có được mấy khách hàng? Một. Thì các anh chị đã làm đủ 64 video chưa? Làm 30 video đã rồi, có khách rồi. Em làm 30 video theo khóa học của các thầy là gì? 30 ngày, mỗi ngày một video, em làm 30 ngày liên tục vẫn chưa có khách. Đúng không? Theo công thức này thì chúng ta phải, nếu mỗi ngày một video thì chúng ta mất bao nhiêu ngày? 64 ngày. À, 64 ngày mới có được một gì? Mà làm liên tục, làm thiết chiến 64 ngày mới có một khách. Đúng không? Tương tự như vậy, bây giờ các chị muốn có gì? Nhiều hơn thì làm thế nào? Đúng không? À, đây, thì sẽ giải thích các chị từng ý nghĩa một. Ý nghĩa thứ nhất là số lượng video sẽ phụ thuộc vào khả năng sản xuất video, là năng lực của các chị làm video. Anh Sơn vừa nói là mỗi ngày năng lực của anh đang làm mấy video nhỉ? 3 video. Đúng không? Đấy, thì anh chị nhỉ? 3 video. Nhưng mà chị, anh Sơn đã tích lũy từ trước nhé, thì có hơn 1.000 video rồi. Thì có hơn 1.000 chứng định bán hàng liên tục, không ngủ. Thứ hai là tỷ lệ xem video, đó là khả năng sáng tạo về hình ảnh, bìa của video. Anh chị xem anh Sơn đấy, cứ ảnh như thế, bìa dơ lên là gì? Cười tít, cứ đưa mày ảnh lên để cười. Hãy bìa của anh ấy là rất là năng lượng, anh bán hàng, đúng không? Và cái số người tương tác này, chúng ta sẽ giải quyết bài. Số người tương tác này là từ việc chạm vào cảm xúc, like và thả tim của bình luận. Làm nào để video mà người ta phải đi comment? Làm nào video người ta phải đi thả tim? Làm nào video người ta đi ui, anh Huy nói đúng quá, xe cho chủ doanh nghiệp này, ôi khóa học tốt sale hạnh phúc quá, xe đúng không? Thế thì cái này là chạm vào cái từ huyệt của người xem, thì chúng ta phải là con người thu hút và năng lượng thì mới chạm được. Cái chỉ nhớ là con người năng lượng. Rồi, cái tỷ lệ quan tâm thì nó nói lên điều gì? Tỷ lệ người ta quan tâm đến cái video của chị, đó là khả năng sáng tạo nội dung của video. Nếu mà cái chị video của anh chị không khác như video của người hàng xóm, không khác gì với video hàng ngàn video kia thì không ai xem. Đó là khả năng sáng tạo. Thì sau cái cuộc mà nước Mỹ thả và bom của người Nhật ấy, thì từ xưa nay người Nhật cũng nói là nước nào có nhiều tài nguyên, có nhiều của cải đó là gì? Là giàu có và tích chi rất nhiều tiền đô la Mỹ. Nhưng sau khi quả bom nó thả xuống ấy, thì tất cả về không ấy, thì lúc đấy người Nhật cũng ngộ ra một điều, đó là sáng tạo sẽ là nhiều tiền nhất. Và tất cả công ty đa quốc gia của Nhật tập trung sáng tạo, và sau đó tiền cũng về nước Nhật, chứ còn không phải là của cải nhé, không phải vật chất. Nếu các chị xem để ý, nếu mà các chị ngày xưa đi học mà bảo bố em mua con máy tính, bố em mua con ô tô, bố em cho con có bạn gái thì con mới học, mới cho đủ nó học không? Không á. Đấy, như là khả năng sáng tạo là cực kỳ quan trọng, sáng tạo của tôi. Thì cái này bắt buộc, cái việc sáng tạo nội dung bây giờ rất là dễ. Thì buổi chiều sẽ cung cấp cho anh chị 3 con AI, anh chị thích làm gì nó có sáng tạo cho anh chị. Và cái người chấp nhận đấy, người chấp nhận cái việc mà để gọi cho anh chị đấy, thì người ta dựa vào điều gì? Chấp nhận để mua hàng anh chị, để mua hàng cho anh Sơn, thì người ta dựa vào cái khả năng tương tác và hỗ trợ và phục vụ anh chị nhé. Khi người ta gọi đến các chị mà các chị không hỗ trợ được cho người ta, không phục vụ cho người ta được, thì là ví dụ dùng đến cửa đúng không, cửa kính mà gọi cho em mà em không hỗ trợ đúng không, bỏ em có đến không, anh chỉ làm một cái cửa thôi, có một cửa em không làm, em tạo thương hiệu về cửa đẳng cấp, làm cho chị một cái cũng làm gì em không làm, xin lỗi anh chị, đấy thì khả năng chúng ta không phục vụ được đúng không? Chúng ta một cái cửa em cũng làm đúng không, một cửa làm được thì sau này chúng ta sẽ làm được nhiều cửa, chúng ta sẵn sàng hỗ trợ, sẵn sàng phục vụ, và nhà đẹp người đi sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ khách hàng nào hỏi. Và luôn luôn trên video nói câu như này, trên video của nhà đẹp người luôn, nếu anh chị không đặt nhà đẹp người đi thiết kế, anh chị xem lõi video này, hãy nhấc máy lên gọi điện cho chúng tôi, chỉ cần một câu nói của chúng tôi thôi thì giúp được anh chị có được ngôi nhà bền vững và chắc chắn. Chúng tôi sẵn sàng mở lòng giúp được anh chị, và sau đó rất nhiều người gọi đi. Anh ơi chị ơi, em đã bị mắc cái này làm nào, nhưng nói nhỏ anh đừng đăng video này lên mạng, đừng hỏi mà. Thường là hay sợ hỏi những câu hỏi bị hớ, và tuyệt đối khách hàng sẽ giữ bí mật thông tin của khách hàng. Các anh chị phục vụ làm sao nó tốt nhất, khi phục vụ tốt nhất thì chúng ta sẽ đến vấn đề gì? Người đó sẽ là ai nhỉ? Các chị nhỉ? Có mua hàng không ra không?
khách hàng sẽ trở thành gì? Khách hàng. Và cái tỷ lệ chúng ta gọi vào chốt sale ấy, cái này nó phụ thuộc vào khả năng đàm phán của chốt sale theo quy trình. Anh chị phải ngồi viết quy trình, gặp anh Huy ấy, anh sẽ có anh viết được quy trình chốt sale, quy trình là bước 1, bước 2, bước 3. Đấy, anh chị là bước 1, đến cái này bước 2, bước 3, bước 4. Đấy, sau đó thì nhà đầu tư đi hay quảng anh chị một cái cung quy trình. Đấy, anh chị làm được quy trình này, chúng tôi sẵn sàng phục vụ anh chị tốt hơn. Anh chị cung cấp cho em diện tích, thông năng nhà, rồi khả năng tài chính, có bản quy trình để cho họ thông minh vào. Và cuối cùng thì tận hưởng thành quả thôi, khách hàng đến. Và lúc này chúng ta sẽ làm video có tiền thôi, tận hưởng thành quả. Đó, tiền là cái cuối cùng để chúng ta tận hưởng thành quả, chứ không có cái công việc gì khác. Thì các anh chị hãy ghi vào những cái keyword của từng phần một. Đấy, đây là cái keyword để các anh chị về có thể viết ra, ngồi ra. Và đây là cái công thức để chúng ta có được một video bán hàng. Thì nhà đầu tư trải nghiệm rất là nhiều đưa ra cái công thức này để anh chị giữ bí mật, không chia sẻ cho ai ngoài văn phòng này. Anh chị cam kết không? Cảm ơn các anh chị nhìn ạ. Các anh chị có tham gia khóa học, tất cả các khóa học không ai nói các anh chị điều này. Nói anh chị từ mô hình, nói anh chị bao nhiêu lâu thì anh chị được một khách hàng. Nếu anh chị làm đúng như vậy thì anh chị sẽ được, đúng không? Và tôi biết các anh chị là những chủ doanh nghiệp và những người best sell bán hàng, không bao giờ nhận một khách đâu ạ. Các anh chị sẽ đi muốn bao nhiêu khách hàng? 1.000. À, 1.000 khách hàng rồi, nhưng mà việc rất là 1.000 khách hàng chính xác. Nếu mà sẽ có những cái chiến thuật bán hàng ra 1.000 khách hàng sẽ bán quà tặng rất đơn giản. Đấy, chẳng qua là bạn có dám làm hay không thôi, chúng ta vượt khỏi cái giới hạn của chúng ta không. Rồi thì đây là cách mà chúng ta có được một khách hàng, chúng ta cần những cái con số này và đã giải thích cho các chị bên hình ảnh rồi. Và ở đây thì các anh chị quan sát vào những cái con số chúng ta phải tạo ra sự yêu thích. Đây, muốn có 10 khách hàng thì các anh chị phải làm 600 gì? Cần 640 video. Cái con số 600 rồi. Đúng không? Đấy, anh Vi đã thấy nó rồi thì nản rồi đúng không ạ? Các anh chị cam kết làm 600 video ạ, để có 10 khách hàng ạ. Đó. Đó, cánh tay đâu? 600 video ạ. Rồi. Đấy, các anh chị thấy ạ. Nhà đẹp của Linh ạ. Tí các anh chị vào cây đấy, các anh chị nhìn nó là gì? Gần 3.000 video ạ. Cái 600 video là gì đâu? Anh Sơn hơn 1.000 video. Chết. Đấy. Em làm 2 năm. Đấy, 2 năm hơn 1.000 video. Em video của anh em có 7 phút video, em còn 2 tiếng. Bây giờ nhà đầu tư chỉ có 30 giây thôi ạ. Buổi chiều nay chúng ta sẽ tạo được 20 video rồi, ngay lập tức ạ. Đấy, 20 video ngay lập tức. Đấy, các chị. Đấy. Đấy. 640. Đấy. Và khi làm được điều này thì up thì anh sẽ trả lời câu hỏi không? À, đó là làm video tạo ra gì? Tiền. Kiếm tiền thì khó. Một cái từ khóa của Tuấn anh chia sẻ. Đúng không? Đúng không? Chúng ta phải trước khi học cái gì chúng ta làm thì tạo ra tiền đi. Nhưng mà cứ đi tập trung làm video để nhiều lượt xem, làm video để gì? Để nhiều người thích. Chả thấy biết được. Cuối cùng hỏi video có tiền không? Mà không. Video mày có bán hàng không? Bán gì không? Em đăng lên để vui thôi. Thế thì làm gì không biết đấy. Đúng không? Cái hỏi là bao nhiêu video được ra khách hàng? Em không biết. Em làm mấy năm nay chưa thấy khách gọi. Cái hỏi video mày có số điện thoại? Video có lâu không? Làm gì? Không có gì. Video có logo không đi? Cái gì cũng không thì làm sao ai gọi? Đúng không? Các anh chị xem phim tôi được không ấy, nhớ nhất là tôi được không nhờ cái gì? Nhảy nhót. Cái này đi ý. Nó rút từ ta ra, rút ra. Thế thì anh chị phải làm cho mình một cái logo. Logo rất là quan trọng. Và kết thúc buổi sáng hôm nay sẽ tặng cho anh chị một cái bí quyết. Cái bí quyết này, công thức này rất là bí mật. Các anh chị xài xong anh chị giúp cho mình thôi. Chỉ ưu tiên đã chia sẻ ra, không còn bí mật. Dành cho những người tạo sự khan hiếm. Công thức này rất là bí mật đúng không? Rồi, các anh chị mong muốn là kiếm được bao tiền ạ? Triệu đô. Anh Vi là triệu đô. Là 25 tỷ nhỉ. 25 tỷ. Con số triệu đô đúng không? Khi có triệu đô anh Vi làm gì? Cho anh em. Đúng không? Anh Vi có triệu đô này làm gì ạ? Đưa cho chị Huyền. Cho anh em. Đưa cho chị Huyền. Anh tạo
nhiều triệu đô này ạ. Nhiều triệu đô đúng không ạ? Xin có nhiều triệu đô anh làm gì ạ? Nhân viên tiếp. Đầu tư. Đúng không? Thế thì đây là cái sai lầm rất lớn trong cuộc đời của chúng ta, đúng không? Khi chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, sau đó có tiền không biết làm gì, đúng không? Giờ các chị muốn có cái công thức để chúng ta khi có tiền chúng ta đừng tiêu tiền nữa, mà chúng ta sẽ có công thức để tiền tạo ra nhiều tiền, đúng không ạ? Anh chị muốn biết công thức này không? Có. Có. Các chị nói mạnh mẽ là hai vào. Có. Rồi, đây là công thức để tạo ra tiền đấy. Đấy, các chị nhìn thấy tiền chưa? Đây là, rồi, công thức đây. Rồi, các chị nhớ là hành động nhân với ý tưởng, nhân với niềm tin thì tạo ra gì? À, tiền. Đấy, chúng ta chị có thể đi học xong khóa học như Mastery, Marcel này đúng không? Skill này rồi. Ngày hôm nay học về móng lửa rồi. Nhưng mà về làm sao vậy? Không hành động. Và bí ý tưởng. Và gì? Mất niềm tin. Làm cái ngày thứ 28 chẳng lắm, hết ý tưởng rồi. Đúng không? Sau đó buông bỏ. Thì tiền có về không ạ? À, đây. Ba cái biến này liên tục. Anh Sơn lúc nào có video. Ngày nay tôi gạo tôi bỏ vào 100 triệu đi ngủ. Chia sẻ giá trị cộng đồng, tôi cứ kiếm tiền nút vào túi. Có được một triệu đô la rồi mình biết làm gì. Dạ. À, đấy. Anh chị nhớ đây là công thức. Bí mật. Tạo ra tiền. Không ai chia sẻ với chị đâu. Đừng đi sang bộ công thức này. Yeah. Hành động của ta là gì? Cam kết ngày nay là làm gì nhỉ? Video. Ý tưởng của chúng ta xuất phát từ gì? Viết kế hoạch. Chúng ta phải viết ra mục tiêu của chúng ta là sẽ có gì? Một khách hàng đầu tiên khi gì? Xem video là chúng ta phải mất gì? 64 gì? Video. Thế thì mỗi một ngày 64 video này mỗi ngày làm bao nhiêu cam kết ra? Viết kế hoạch cụ thể. 64 video thì chúng ta mỗi ngày làm bao nhiêu đồ viết ra? Và video bán hàng thì có gì nhỉ? Có logo, có nội dung và có số điện thoại, đúng không? Đừng làm video khác đi, video bán hàng. Có kế hoạch càng chi tiết mỗi ngày và cam kết. Không biết anh Minh tạo ra cái nhóm này xem cam kết. Cho vào nhóm cam kết. Ờ, cho vào nhóm cam kết. Cam kết mà... xong ai đó mà ví dụ nhớ 20 video đã có tiền rồi có thể chia sẻ với chia sẻ. Anh Minh giúp em nhóm nha. Nhóm nha. Ờ, tạo nhóm đi. Anh Minh rồi. Vâng. Tạo nhóm xong phải xuống tiền. Đúng rồi, tối thiểu là 64.000. Mỗi ngày chỉ đi 1.000. Thì anh chị Hoan nghỉ đóng 100.000 vào đấy. Ít quá. À ít quá, đấy anh đi cho em con số. Bao tiền ạ? Chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp này cứ bán một video phải 5 triệu. Đúng rồi. Nếu anh em mình không mất 5 triệu video này thì bây giờ nhé, chúng ta sẽ vào nhóm này. Ai mà người bán hàng được video ấy thì chúng ta sẽ đi đóng bao nhiêu tiền sẽ làm tiền thưởng. Đúng không? Đấy. Tiền thưởng và cam kết, sau đó ai cũng làm video thì cứ trừ tiền đi. Lấy của mọi người thắng như ông kia. À đây không phải lấy mà thôi, không cam kết thì trừ tiền. Và ví dụ mỗi một ngày là gì? Chỉ lấy không trừ lên 5 video đúng không? Thì xem là 64 video anh đi xem nhân nghe bao tiền 5 video rồi. Chúng ta phải cam kết nhau vào kế hoạch đi. Xong thì chúng ta học xong 64 video thì xem là anh cho em xem bao tiền một video. 100.000 video à? Ngày xưa em cam kết là 5 triệu đấy. Toàn nhân dân nhập thôi sếp hả? Vẫn nhập ở nhà luôn. Anh ơi, anh cho mã QR đi. Đừng quen luôn. Sau đó anh cho số tài khoản luôn chứ. Mày nói xong mày kèm cái hành động thì nó biết ra. Anh cho cái phần lập lại được cái nhóm mà nhóm ấy đây. Tạo nhóm chứ không anh chỉ nhớ anh Sơn này bỏ 100 triệu. Anh không phát video trực tiếp đến với chúng ta. Mà chúng ta học, mà chúng ta về không thực hành. Và tôi bỏ rất nhiều thời gian công sức trong vòng 10 năm làm video marketing từ năm 2012 đến giờ. Truyền hết cho các anh chị, mà các anh chị không cam kết thì cũng phải là phụ lòng. Thứ nhất là anh Huy, anh ấy có cái phòng này. Thứ hai là anh Sơn. Và thứ ba là tôi. 10 năm kinh nghiệm chia sẻ hết cho anh chị. Mà các anh chị không hành động thì có phải nó phí không? Không thể tiền cả. Mà các anh chị không tạo ra video có tiền thì không phải khóa học này. Tôi là người thất bại đầu tiên. Sau đó là đến top sale. Tôi sẽ tổ chức cho anh chị và anh chị mất cả thời gian cả buổi sáng chờ đợi và anh chị không hành động, đúng không? Rồi chúng ta sẽ giải quyết hai cái yếu tố sau. Anh cứ bây giờ giúp em xem ai cam kết thì sẽ vào nhóm và sẽ được tôi và anh Sơn coaching cho các anh chị trong nhóm đấy. Nhưng mà anh chị phải xuống tiền, đúng không? Rất là cam kết mọi người. Nhiều hơn nhiều.
anh nán lại sân khấu và tạo cho em cái mã quét chuyển tiền ạ. À, số tiền bao nhiêu nhỉ? Số tiền bây giờ là